Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 161, ai chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên trong lòng bi thương không nói ra được, a, yêu thích tôi, đã nhiều năm như vậy anh không thích tôi, lại tại thời điểm cha tôi rút về vốn cùng lấy đi tờ đơn giải trừ hôn ước mới nói yêu thích tôi. Tống Tử Hàng, anh thật là biết chọn thời gian đấy nhỉ. Đáy mắt Tống Tử Hàng thoáng qua một tia hàn quang, Yên Nhiên. Nếu như đây là trừng phạt em đối với anh, như thế anh sẽ nhận, nhưng nếu anh bây giờ thực sự đã biết mình sai lầm rồi, chẳng lẽ em lại không thể lại cho anh một cơ hội làm lại hay sao? Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh nói, Tống Tử Hàng, trong mắt anh, tôi có phải là người dễ lừa gạt như vậy hay không? Tống Tử Hàng vội la lên, Yên Nhiên, anh thích em, anh thật sự yêu thích em, rốt cuộc em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng anh chứ? Coi như em không tin anh, em làm như vậy không phải là muốn phải anh hồi tâm chuyển ý sao, muốn anh phải trở lại bên cạnh em sao? Anh thề anh về sau cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn, em tranh thủ thời gian để cho Giang Thúc Thúc thu hồi lời giải trừ hôn ước của chúng ta được không? Em có biết hay không bởi vì em nhất thời muốn có thời gian tự do phóng khoáng nên đã đem lại cho hai nhà chúng ta rất nhiều phiền toái lớn. Rốt cuộc, một tia sáng cuối cùng trong con ngươi của Giang Yên Nhiên cũng dập tắt, anh có phần suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn cùng anh không có chút dây dưa rễ má nào nữa, xin anh không nên tới quấy rầy tôi nữa. Yên Nhiên, Tống Tử Hàng nhìn bóng lưng nữ hài quyết tuyệt rời đi, vẻ mặt thở hổn hển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nhà trọ nữ sinh, sau khi trở về, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi, cậu vẫn ổn chứ? Giang Yên Nhiên cười khổ nói, nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ tớ còn có thể coi trọng hắn một chút, nhưng không nghĩ tới hắn quay đầu liền đến cầu xin sự tha thứ của tớ. Diệp Oản Oản rất hiểu tâm trạng của Yên Nhiên vì cô đã từng như thế, đã từng có người trong lòng xem như tín ngưỡng huyễn diệt, thở dài nói, nén bi thương nha. Ai lúc còn trẻ mà chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên bị cô trêu chọc bật cười nói, nhắc tới thì thật ra chúng ta giống như có chút hít đồng bệnh tương liên, thật ra thì tớ một mực cũng rất tò mò, trước kia cậu thích Cố Việt Trạch như thế, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi. Diệp Oản Oản ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, trong lúc vô tình tớ biết được một chút chân tướng mà thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì kết quả cạnh tranh vẫn còn đang đi theo quy trình nên không có chính thức công khai ra, cho nên chỉ có cực ít một nhóm người biết, người ngoại giới cũng không có biết kết quả. Bởi vì Tống Tử Hàng trước đây thổi phồng lên nên trong trường học hầu hết các bạn học đều cho là Tống gia lấy được rồi, những ngày qua người gặp Tống Tử Hàng đều sẽ tiến lên chúc mừng, chạy đi làm quen đủ loại với hắn. Trầm Mộng Kỳ bén nhạy phát hiện Tống Tử Hàng những ngày qua đối với chính mình trông như lòng có chút không yên, cũng không biết có phải là bởi vì nhìn thấy Giang Yên Nhiên biến hóa đẹp đẽ lại động tâm hay không. Vô luận như thế nào, cô ta đều không thể để cho con mồi đến tay rồi lại chạy thoát, vì vậy đối với Tống Tử Hàng ân cần không ít, thậm chí chủ động hẹn hắn đi ra ngoài. Trong thời kỳ đặc thù này, Giang Yên Nhiên bên kia còn không có nhả ra tí tin tức nào, Tống Tử Hàng vốn là nghĩ muốn từ chối Mộng Kỳ, nhưng hắn lại không chịu được việc người trong lòng mình hiếm thấy chủ động như vậy, cộng thêm gần đây bên phía Giang Yên Nhiên chịu quá nhiều khi dễ, tâm tình ứ đọng, vì vậy liền đáp ứng, cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra mấy ngày này. Đang mang theo Trầm Mộng Kỳ ở bên ngoài đi dạo phố, lại nhận được điện thoại trong nhà. Tống Tử Hàng tránh Trầm Mộng Kỳ đi nhận nghe điện thoại, alo, mẹ, sự tình thế nào rồi ạ? Đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh tức giận đến cực hạn của mẹ hắn, Tử Hàng, lần này Giang gia thật sự là quá tuyệt tình rồi. Chúng ta bây giờ ngay cả mặt của Giang Hải Triều cũng không thấy. Chẳng qua hắn chỉ cần duỗi duỗi tay một cái chỉ liền có thể giúp chúng ta giải trừ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hắn tình nguyện công ty chúng ta giá cao mua được thiết bị mặt rồi nhìn tất cả đều bỏ đi chứ cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta, đây rõ ràng là cố ý muốn đem chúng ta ép đi vào trong chỗ chết a. Cái lão xúc sinh đó, lại có thể đối xử với chúng ta như vậy sao? Tống Tử Hàng nghe vậy giận dữ nói. Chương 162, xả ra cơn tức này. Trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống mẹ đã có chút ít điên cuồng, mẹ sẽ không bỏ qua bọn họ đâu. Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. A, Giang Hải Triều sao? Hắn cho là hắn ẩn núp chúng ta thì chúng ta không có biện pháp nào tìm ra sao? Muốn cho con gái mình trèo cành cao khác sao? Không có cửa đó đâu. Mẹ muốn để cho cái nhà đầu chết tiệt kia thân bại danh liệt. Mẹ muốn xem về sau ai còn sẽ muốn hàng phế phẩm của Giang gia nhà hắn nữa. Mẹ,
Người muốn làm cái gì vậy? Con chớ xía vào, mẹ nhất định cho con xả ra cơn tức này. Chờ một chút, mẹ, mẹ. Đầu kia điện thoại di động đã cúp không còn tí âm thanh nào vang lên nữa. Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt, không hiểu sao hắn lại có một loại dự cảm xấu. Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt lo âu đi lên phía trước hỏi, Tử Hàng, phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại của ai vậy? Không có việc gì, Tống Tử Hàng lắc đầu một cái, không phải là em nghĩ muốn chụp hình sticker sao? Chúng ta đi thôi. Ừ, Trầm Mộng Kỳ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Cô ta đã đem những dị thường mấy ngày qua của Tống Tử Hàng đổ cho Giang Yên Nhiên hăn là cô Yên Nhiên đang dở trò quỷ. Cho dù cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp lại là cùng với Sở Phong nị nị oai oai thì sao, chẳng lẽ cô ta Yên Nhiên thật coi Mộng Kỳ cô không biết ý đồ chân thật của mình sao? Nếu Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn không cùng đoạt người với cô ta có lẽ sẽ không phí tâm tư như thế này, đối với cô ta mà nói, càng là có người cướp đồ vật của mình, càng chứng tỏ vật đó càng có giá trị, thời điểm lấy được cũng càng có khoái cảm. Tạ Trung học Thanh Hòa. Không đến mấy ngày nữa chính là hội diễn văn nghệ nên mấy ngày nghỉ này, phần lớn học sinh đều chưa có về nhà, tất cả mọi người đều đang tại bận bịu bố trí phòng học lễ đường cùng diễn tập tiết mục. Bên trong nơi diễn ra hội diễn đại lễ, các lớp học chính đang xếp hàng diễn tập, đám người nhộn nhịp, dị thường náo nhiệt. Lớp 12 lớp A báo lên tiết mục là múa ba lê, Giang Yên Nhiên cùng Trầm Mộng Kỳ đều tham diễn. Lớp A, cái kế tiếp là lớp A Hồ Thiên Nga, người đến đông đủ chưa? Người chủ trì cao giọng hỏi. Chờ một chút, còn thiếu một người, đang ở trên đường đi đến, lập tức sẽ đến liền. Đội trưởng đội khiêu vũ lớp A trả lời một câu. Báo cho cô ấy nhanh lên một chút. Biết biết, lớp chúng ta ai còn chưa tới à? Có người hỏi. Trầm Mộng Kỳ, cô ấy hôm nay đi ra ngoài. Đội trưởng trả lời. Đi ra ngoài, đi đâu à? Ngay cả diễn tập đều tới trễ. Buổi sáng tớ thấy cô ấy cùng Tống Tử Hàng cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Có người nhỏ giọng trả lời. Ồ, bỗng nhiên mọi người nhất thời phát ra âm thanh tỉnh ngộ, đồng thời ý vị thâm trường hướng Giang Yên Nhiên đang ép mình trong góc nhìn lại, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán. Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng hẳn là đã chính thức lui tới đi. Nhìn bộ dạng như vậy nhất định là vậy a. Nói gì thì nói đó đều trai tài gái sắc đấy, họ thực sự thật xứng đôi. Dáng vẻ này có mấy người có a, quấn quýt chặt muốn giữ lấy cũng vô dụng thôi, lại có thể biên soạn ra lời nói dối có hôn ước từ nhỏ, thật buồn cười a. Cũng không phải sao, rõ ràng mình là đại trùy phá hủy uyên ương, còn muốn bêu xấu Trầm Mộng Kỳ nói người ta là người thứ ba. Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào như trương bạt hổ, đắc tội với không ít người, cộng thêm cô thiên tư hơn người, khiêu vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít. Giờ phút này dĩ nhiên mọi người đều nhân cơ hội giễu cợt mấy câu. Rất nhanh đến phiên lớp A đi lên diễn tập, ở cửa phòng, tập một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu xanh đen đột nhiên khí thế hung hăng đẩy đám người ra hướng võ đài đi tới. Trong phòng học tất cả đều là học sinh, đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên không quen nhất thời tất cả mọi người theo bản năng hướng nữ nhân kia nhìn sang. Mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận, giày cao gót đi thẳng tới phía Giang Yên Nhiên, sau đó không nói hai lời một cái tát tới mặt Yên Nhiên, ta đánh ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này. Chương 163, một lòng một dạ. Tống mẹ tới quá đột ngột, Giang Yên Nhiên tránh không kịp, cứ như vậy mà bị một cái tát nặng nề vào mặt. Toàn bộ hội trường đang huyên náo thoáng chốc lại trở nên yên lặng như tờ. Tống mẹ chỉ vào mặt Giang Yên Nhiên bắt đầu tức miệng mắng to nói, đồ tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa, một nhà của cô đều là hàng phế phẩm. Ban đầu ba cô muốn cùng Tử Hàng nhà chúng ta kết thông ra từ bé, bây giờ được thế liền đem người một cước đá văng, xé bỏ hôn ước trèo cành cao khác, thật sự xem Tống gia chúng ta là người dễ dàng bị người khác khi dễ lắm phải không? Cô ngược lại nói cho ta biết một chút đi, cô sau lưng Tử Hàng của chúng ta cấu kết với đồ mặt trắng nhỏ nào đó. Đứa đó họ Sở đúng hay không? Giang Hải Triều dạy con gái mình thật là tốt ha, có hôn ước còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngồi không đến khi có tiền liền đem Tử Hàng của chúng ta một cước đá văng, còn đem công trình vốn thuộc về nhà của chúng ta đoạt đi, muốn đem Tống gia chúng ta ép vào trong chỗ chết. Ngày thường tôi đem cô trở thành đại tiểu thư để cung phụng, cô thật đúng là coi mình thành phượng hoàng rồi, bàn về tài mạo bàn về đức hạnh, có chỗ nào xứng với con trai của tôi chứ? Nếu không phải bị cô làm cho trễ nãi, con của tôi sớm đã tìm được chỗ tốt hơn. Con của tôi đối với cô một lòng một dạ, cô lại còn không biết điều. Ngại ba ngại bốn nói con tôi không đúng.
Tống Mẹ miệng lưỡi lưu loát mà ở nơi đó hùng hùng hổ hổ nói, càng nói càng khó nghe, Giang Yên Nhiên kính trọng đối phương là trưởng bối, từ đầu tới cuối đều không nói tiếng nào, thân thể tinh tế run rẩy, trên mặt trở nên hoảng hốt cùng chết lặng. Cô làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường Tống A Di đối với chính mình ôn hòa từ ái như vậy, trong lòng cô đã xem bà thành người mẹ thứ hai của mình mà đối đãi, người như vậy lại có thể nói ra lời ác độc như vậy sao? Chẳng lẽ cho tới nay biểu hiện yêu thích của bà đối với mình tất cả đều là giả sao? Cô từ đầu tới cuối đều cảm thấy là cô không xứng đáng với Tống Tử Hàng. Trong đám người, ánh mắt của Diệp Oản Oản tại chỗ gò má sưng đỏ của Giang Yên Nhiên chớp mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, cô đột nhiên cất giọng nói khoa trương, lớn tiếng kinh hô lên. Trời ơi, Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng lại có hôn ước, cái này làm sao có thể a? Tống Mẹ còn đang mắng người lại nghe có người nghi ngờ, nhất thời càng thêm sức, quét mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng tại chỗ một cái, lời thề son sắt mà mở miệng nói, làm sao không có khả năng. Tiểu thiện nhân này có phải hay không gạt người nói cô ta cùng Tử Hàng nhà chúng ta không có tí liên quan nào. Tôi nói cho các người biết, hai tử hai nhà chúng ta từ nhỏ đã có hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, gia trưởng hai bên tất cả đều xem qua đã biết là nam và nữ, còn có trao đổi qua danh thiếp đấy. Trong lòng chúng ta có người nào không biết hai người bọn họ đều đã là một đôi. Con của tôi đối tốt với cô ta như vậy, một cách toàn tâm toàn ý xem cô ta như công chúa mà cưng chiều, cô ta làm sao có mặt nào mà phủ nhận. Các ngươi nhìn cho rõ ràng bộ mặt thật của tiểu tiện nhân này đi. Sau lưng con của tôi bên ngoài lăng nhăng, còn ỷ vào đại nghiệp của gia đình mình muốn đem công ty chúng ta phá sản. Trong thiên hạ tại sao có thể có nữ nhân ác độc như vậy chứ? Ách! Nghe được Tống Mẹ nói ra lời nói này, tất cả mọi người đang vây xem đều ngây ngô ở nơi đó. CMN, bà ta đang đứng ở đó nói cái gì vậy? Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên thật sự có hôn ước. Bà ta lại còn nói Tống Tử Hàng đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Tống Mẹ phát hiện ánh mắt những người chung quanh nhìn lấy chính mình có cái gì rất không đúng, nhưng lại không hiểu rốt cuộc có vấn đề chỗ nào. Diệp Oản Oản giễu cợt nhìn bà ta một cái, nhất thời dùng một bộ dạng đáng thương cực kỳ cùng giọng nói chất vấn mở miệng nói, không có khả năng. Vị này A Di, người nhất định là đang nói láo. Bạn gái hiện nay của Tống Tử Hàng rõ ràng là Trầm Mộng Kỳ, hắn cùng Giang Yên Nhiên không có quan hệ gì a. Tống Mẹ làm sao có thể chịu đựng được loại nghi ngờ này? Nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, tôi nói láo sao? Tôi là mẹ của Tống Tử Hàng, tôi nói mà còn có thể là giả sao? Rõ ràng là cái tiểu tiện nhân này đang gạt người. Trầm Mộng Kỳ là người nào? Người đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Chương 164, đổi trắng thay đen. Diệp Oản Oản không phục mở miệng nói, Mộng Kỳ là của bằng hữu tốt nhất của cháu. Cô ấy nói cô ấy mới là bạn gái quang minh chính đại của Tống Tử Hàng. Mọi người chúng ta ở đây đều biết điều đó. Phu nhân tại sao có thể nói lung tung như vậy? Người nói như vậy há chẳng phải là đang vu khống Mộng Kỳ nhà chúng ta là người thứ ba sao? Người thật là quá đáng. Cô nói cái gì? Bạn gái của Tử Hàng, Tống Mẹ sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trên gương mặt sưng đỏ của Giang Yên Nhiên, đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an. Nghe đến đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó đã không cần Diệp Oản Oản chính mình lên tiếng. Một người nữ sinh bên cạnh Tống Mẹ nói với Tống Mẹ, cô là mẹ của Tống Tử Hàng. Vậy cô có biết hay không, Tống Tử Hàng ngay tại trước mặt bạn học toàn trường nói hắn cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, còn nói hôn ước căn bản không có tồn tại, chẳng qua là người hai nhà đùa giỡn mà thôi, hơn nữa ngay trước mọi người tỏ tình với một cô gái khác. Tống Mẹ phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi giận nói, chuyện này, cái này không thể nào xảy ra được a. Con của tôi làm sao có thể làm loại chuyện này? Các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chung quanh không ít người đều nghe không nổi nữa, mồm năm miệng mười mà mở miệng nói, chúng ta làm sao có thể ngậm máu phun người? Những chuyện này người toàn trường chúng ta đều biết, tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho điều này a. Đúng vậy a, lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàng cùng khuê mật tốt nhất của mình là Trầm Mộng Kỳ âm thầm hẹn hò, liền cùng Trầm Mộng Kỳ cãi vã. Mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên mắng cô bé tiểu tam kia, kết quả Tống Tử Hàng vì Trầm Mộng Kỳ, ngay trước mọi người đánh vào mặt của Giang Yên Nhiên, tại forum trường học đăng lời thanh minh, chính miệng nói mình cùng Giang Yên Nhiên căn bản không có hôn ước. Phu nhân nếu là không tin, chính mình lên forum trường học nhìn kỹ a. Video Giang Yên Nhiên tay đánh xé tiểu tam,
còn có Tống Tử Hàng thanh minh bảo vệ Tiểu Tam kia toàn bộ đều bày tại nơi đó đây. Tống Tử Hàng lại thắp nến cùng chuẩn bị bó hoa hồng lớn như vậy tỏ tình cùng Trầm Mộng Kỳ, mấy ngày nay ngày ngày đều ở chung một chỗ, bây giờ lại tới nói hắn và Giang Yên Nhiên có hôn ước. Cái này không là tự đánh mặt của mình sao? Vào lúc này âm thanh nghị luận của mọi người chung quanh đã càng ngày càng lớn, tất cả mọi người đều tỏ vẻ như bị xoay chuyển làm cho bà ta sợ ngây người. Không nghĩ tới Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối đều đang nói dối để bao che Tiểu Tam. Trầm Mộng Kỳ thật sự là người thứ ba nhúng tay vào mối quan hệ của Yên Nhiên và Tử Hàng. Vốn đang cho là Tống Tử Hàng tràn đầy nam tính, không nghĩ tới lại là loại người sau lưng cùng khuê mật của vị hôn thê mình làm loạn, thật là đồ cặn bã nam. Mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Làm sao có mặt mà nói điều đó a? À? Cái gì gọi là lén lút sau lưng a? À? Hắn đây là ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp cùng người ta ở cùng một chỗ được không? Chậc chậc, còn có a, Tống Tử Hàng gần đây một mực thổi phồng lên cái đơn đặt hàng lớn đó chắc chắn thuộc về nhà mình, nguyên lai đã sớm bị lỡ a. 8 phần 10 là Giang gia trả thù đi, thật là đáng đời. Ta còn tưởng rằng Tống gia thật sự lợi hại, nguyên lai mấy năm nay dựa đến đều là Giang gia trợ giúp a. Mẹ hắn lại còn chạy tới trường học tới đổi trắng thay đen, đánh Giang Yên Nhiên một bạt tai, trả thù cho con mình. Trời ơi, quả thật là tam quan đều bị lật đổ. Bọn họ không hổ là người một nhà a, đơn giản đều là người vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Quá không biết xấu hổ rồi a. Tống mẹ nghe chung quanh mình giễu cợt cùng khinh bỉ che ngập bầu trời, sắc mặt càng ngày càng trắng. Bà làm sao cũng không nghĩ tới vốn là mình muốn đi tìm Giang Yên Nhiên chút giận, nghĩ muốn phá hủy thanh danh của cô, kết quả lại nhận lấy được sự thực như vậy. Thiếu chút nữa tại chỗ tức đến mức ngất đi. Giang gia đột nhiên giải trừ hôn ước lại là nguyên nhân này. Tử Hàng ngay trước mọi người phủ nhận hôn ước, trực tiếp ở trong trường học liền cùng cô gái khác làm loạn. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt Diệp Oản Oản xéo qua liếc về bóng người mới đến trong đám đông một cái dường như đang muốn chạy đi, nhất thời thân hình nhanh nhẹn bước một bước dài vào tới, một cánh tay khoác lên tay của Trầm Mộng Kỳ. Nóng nảy không dứt mà mở miệng nói, Mộng Kỳ. Cậu cuối cùng cũng đến rồi. Cậu mau cùng mọi người giải thích rõ ràng ha. Bọn họ thật là quá đáng, lại còn nói cậu là Tiểu Tam không biết xấu hổ. Cậu tuyệt đối không phải là người như thế có đúng hay không? Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại, chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ bị Diệp Oản Oản ngăn lại thần sắc hốt hoảng cùng Tống Tử Hàng sóng vai đứng chung một chỗ. Chương 165, dám làm không dám nhận. Lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như đang bảo vệ Trầm Mộng Kỳ nhưng thật ra lại lần nữa đem Mộng Kỳ đẩy tới nơi đứng mũi chịu sào. Cái đồ xấu xí này xem như chỉ có vậy thì coi như xong đi, chỉ sợ không phải não cũng có vấn đề chứ. Mẹ ruột của người ta đều chính miệng đây nói ra có hôn ước rồi, cô ta còn cảm thấy là hiểu lầm. Đây không phải là Tiểu Tam thì là cái gì chứ? Tống Tử Hàng đã làm thay đổi cái nhìn của về đâu là giới hạn cuối cùng a, một bên dựa vào ủng hộ của gia tộc vị hôn thê mình, một bên ngay trước mặt vị hôn thê đi tìm Tiểu Tam, trong nhà cũng sắp phá sản còn ở bên ngoài chơi gái, ở trước mặt người làm việc có khả năng là giả bộ làm đại thiếu gia nha. Trầm Mộng Kỳ dùng sức tránh thoát một chút, dĩ nhiên không tránh thoát khỏi tay của Diệp Oản Oản, nhất thời bị mọi người vây xem trận lại. Vào lúc này cả người cô ta đều như là mộng. Làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành bộ dáng này. Cô ta dã tâm rất cao, mục tiêu cùng dã tâm lớn nhất là Tư Dạ Hàn, nhưng mà cô ta cũng rất rõ ràng, người nam nhân kia có bao nhiêu xa xôi, có thể tính là quá mơ hồ, cô ta sẽ không ngốc đến mức tử thủ một cái mục tiêu chỉ có thể nhìn mà ăn cũng không ăn được nha. Tốt nghiệp sắp tới, cô ta đã chuẩn bị tiến vào giới giải trí cho nên yêu cầu có một cái núi dựa đủ để dựa dẫm a. Cô ta quá rõ ràng ưu thế của mình. Không giống với những thứ tiểu thư kia cô ta đã vào xã hội từ lâu nên đã thành lão hồ ly, còn ở trường học những tiểu nam sinh là đối tượng dễ dụ dỗ nhất. Bên người cô ta trong những nam sinh kia người cô ta trọng điểm lưu ý chỉ có đại thiếu gia Trịnh gia là có điều kiện tốt nhất, nhưng những thứ con nhà giàu phổ biến này mặc dù thân phận đều là tôn quý, nhưng ở nhà không có thể lớn tiếng lên phát biểu, chờ khi bọn hắn thừa kế gia sản, làm chủ, còn không biết phải chờ đến năm nào. Cô ta đã dò xét qua mấy lần. Biết vật mình muốn trước mắt dựa theo vị trí hiện tại của hắn không thể chiếm được, cho nên cô ta đối đãi với những người khác cũng như nhau, tạm thời treo khẩu vị của hắn, coi hắn là vỏ xe phòng hờ. Mà Tống Tử Hàng thì có chút bất đồng, hắn tốt nghiệp xong một cái liền có thể đi vào công ty, lại còn có được tờ đơn của chính phủ,
trong nháy mắt lợi nhuận cùng vốn lưu động vào chôn công ty rất lớn. Nguyên bản hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, hôm nay trong lúc hẹn hò, Tống Tử Hàng đã cùng với cô ta hứa hẹn các loại chờ tốt nghiệp xong liền thuyết phục cha hắn đầu tư một bộ kịch bản hơn 1 tỷ, chỉ định cô ta làm nữ chính, nhân vật nam chính cùng vai phụ trọng yếu cũng là người nghệ sĩ được chỉ định của công ty bọn họ. Nếu cô ta có thể kéo đến một nhà đại đầu tư như vậy, liền lập tức có thể ở giới giải trí đứng vững vàng, còn có thể để cho công ty lên một nấc thang mới. Sau khi hẹn hò kết thúc, Tống Tử Hàng nói phải bồi cô ta tới diễn tập, cô ta vui vẻ đồng ý, suy nghĩ tại trước mặt Giang Yên Nhiên khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình. Ai biết, vừa vào cửa, cô ta thấy mẹ của Tống Tử Hàng đang ở trong hội trường khóc lóc om sòm, còn chính miệng đem chuyện Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên có hôn ước nói ra. Không chỉ như thế, mới vừa rồi lời nói của Tống mẹ là có ý gì? Cái đơn đặt hàng lớn của chính phủ Tống gia căn bản là không có bắt được thì chỉ là một chuyện, bây giờ còn bị Giang gia ép đến đuổi tận giết tuyệt đối mặt với nguy cơ phá sản. Rõ ràng một giây trước Tống Tử Hàng còn hăm hở nói phải đem cô ta thành ngôi sao nóng bỏng nhất, còn nói cái gì mà Giang gia không có Tống gia bọn họ thì không được, tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ chứ. Hắn từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt cô ta. Cô ta đi ra ngoài lựa chọn nam nhân, ngàn chọn vạn chọn lại chọn được người rất nhanh sẽ mất tất cả nghèo rất mồng tơi. Sớm biết như vậy cô ta nên tốn thêm chút tâm tư đi bỏ thêm công sức ở chỗ của Trịnh Bân. Nghe những thứ lời khó nghe kia ở chung quanh, đối mặt với ánh mắt không cách nào tin được của Trầm Mộng Kỳ, sắc mặt của Tống Tử Hàng một trận tái mét, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, nhanh chóng vào tới trước mặt mẹ mình, mẹ. Mẹ điên rồi sao, mẹ chạy tới trường học làm gì? Con còn hỏi tại sao mẹ tới đây ư? Mẹ hỏi con điều bọn họ nói đều là thật sao? Con thực sự sau lưng Yên Nhiên đi tìm nữ nhân khác? Chính là cô ta sao? Ánh mắt của Tống mẹ giống như mũi tên nhọn hướng Trầm Mộng Kỳ bắn tới. Bởi vì Diệp Oản Oản dây dưa nên cô ta không có thể kịp thời rời đi, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể theo bản năng đứng sau lưng Tống Tử Hàng rụt vào một chút. Tống Tử Hàng sậm mặt lại, mẹ, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói? Quan hệ của con cùng Mộng Kỳ không phải là như mẹ nghĩ đâu. Trong lúc lôi lôi kéo kéo điện thoại di động của Tống Tử Hàng rơi xuống đất, Diệp Oản Oản tinh mắt thừa dịp đang náo loạn nhặt lên, nhìn một cái sau đó chỉ vào mặt của Tống Tử Hàng bắt đầu tức miệng mắng to, anh là cái đồ cặn bã nam. Hình đều bày ở chỗ này, anh còn dám nói cùng Mộng Kỳ nhà chúng ta không liên quan, dám không chịu trách nhiệm. Bây giờ mẹ của anh đến rồi, anh liền dám làm không dám nhận sao? Ta phỏng chừng Mộng Kỳ cũng là bị Tống cặn bã nam lừa a. Ai, Trầm Mộng Kỳ cũng là quá đơn thuần, cặn bã nam hại người không chừa một ai nha. Diệp Oản Oản ẩn nấp trong đám người, khóe môi dâng lên một tia giễu cợt. Đều đã đến loại thời điểm này, lại còn vọng tưởng mình quăng đi tất cả sẽ không sao ư. Thật là mong đợi biểu tình của Tống Tử Hàng khi biết rõ trên đầu mình là một mảnh đại thảo nguyên, từ đầu tới cuối đều bị trở thành vỏ xe phòng hờ cùng công tử Bạc Liêu. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà đi tới chỗ yên tĩnh, gọi một cú điện thoại. Alo, Trịnh học đệ, là chị A, chị là bằng hữu tốt nhất của Mộng Kỳ Diệp Oản Oản A. Cô ấy bây giờ gặp chút phiền toái, đang bị Tống Tử Hàng khi dễ, người tới đây nhanh một chút đi. Chúng ta ở hội trường trường học, đúng, hết sức khẩn cấp, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp Mộng Kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 166, đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên. Tống mẹ đoạt lấy điện thoại di động trong tay của Diệp Oản Oản, nhìn thấy màn hình bảo vệ của điện thoại di động con trai mình rõ ràng là tấm ảnh thân mật của cô bé này cùng con mình. Sự thật được phơi bày sắp xếp ở trước mắt, Tống mẹ chỉ cảm thấy trời long đất lỡ, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi dưới sự xúc động đánh Giang Yên Nhiên một cái tát, sợ là càng không cách nào vãn hồi, nhất thời hối hận đến tím cả ruột. Tức giận cùng kinh hoàng đan xen với nhau. Tống mẹ đem tất cả hận ý tất cả đều phát tiết đến trên người nữ nhân kia, vọt tới trước mặt của Trầm Mộng Kỳ, kéo tóc của cô ta, người cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này. Chính là ngươi đi câu dẫn con trai ta có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái tiện nha đầu không biết xấu hổ. Còn nhỏ tuổi không lo học hành cho giỏi lại chạy đi câu dẫn vị hôn phu của người ta. Ba mẹ ngươi dạy ngươi thế nào hả? Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới việc Diệp Oản Oản chỉ thuận miệng nói một câu lại đem tiêu điểm dẫn tới trên người mình, da đầu cũng sắp bị Tống mẹ ra sức kéo xuống, tại chỗ đau đến hét dầm lên, a, cháu không có, cháu không có, cháu không biết, cháu cái gì cũng không biết. Ngươi không biết, ngươi lại còn muốn giả bộ sao?
Ngươi không phải là xem Tử Hàng nhà chúng ta điều kiện tốt nghĩ muốn trèo cành cao, loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều rồi. Tống Tử Hàng thấy người trong lòng bị mẹ như vậy tức giận mắng xé đánh, nhất thời nóng nảy, mẹ. Mẹ làm gì vậy a? Mau buông Mộng Kỳ ra đi. Con nói hết rồi, chuyện này không có quan hệ gì với Mộng Kỳ, cho dù có lỗi cũng là lỗi của mình con thôi. Con thích Mộng Kỳ thì thế nào, Mộng Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Nhiên tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Con câm miệng cho mẹ, còn không mau lăn tới đây cho mẹ, lại thản nhiên nói những lời này. Mẹ thấy con như là bị dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cái nha đầu chết tiệt này rốt cuộc cho con của ta uống loại thuốc mê hồn gì rồi chứ? Cô nhanh chóng đi đem người lớn nhà cô kêu đến đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, gia đình người nào có thể nuôi ra được một người con gái không biết xấu hổ như vậy. Tống Tử Hàng nhìn bộ dáng trầm Mộng Kỳ đang khóc thầm, chỉ cảm thấy tim cũng bị bóp nát, con không xin lỗi, dựa vào cái gì để cho con xin lỗi. Coi như con không làm như vậy, Giang gia bọn họ sợ là cũng đã sớm có ý định này, mẹ cho rằng là Giang Yên Nhiên là trung thành hơn, còn không phải là sau đó liền đi tìm Sở gia thiếu gia rồi sao. Trầm Mộng Kỳ khóc lóc không thành tiếng, a di, có lỗi với, thực sự có lỗi với, cháu thực sự không biết Tử Hàng đã có hôn ước, cháu quả thật rất thích Tử Hàng. Tử Hàng ưu tú như vậy, cháu nghĩ không có cô bé nào sẽ không động tâm, ngay từ đầu cháu là bởi vì Yên Nhiên nên mới cố nén cảm tình của mình, sau đó là Tử Hàng cho cháu dũng khí, nhưng nếu như cháu biết hắn và Yên Nhiên có hôn ước, cháu vô luận như thế nào cũng sẽ không chen vào giữa bọn họ. Trầm Mộng Kỳ khóc nước mắt như mưa, vài ba lời đem tất cả mọi chuyện đều quăng sạch sẽ, còn đem mình đưa vào vị trí người bị hại. Cái bộ dáng ủy khuất đáng thương kia không chỉ để cho Tống Tử Hàng tim thương yêu không dứt. Ngay cả Tống mẹ nghe được cô ta khen con của mình ưu tú, ra tay đều nhẹ đi không ít, mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động. Nhìn bộ dạng của Trầm Mộng Kỳ như vậy, như là quả thật không biết chuyện gì xảy ra cả a. Chương 167, nữ nhân của ta. Gọi điện thoại cho Trịnh Bân xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người một cái, phát hiện càng ngày càng nhiều người đang vì bênh vực cho Trầm Mộng Kỳ mà lên tiếng nói chuyện biện hộ cho cô ta. Trong đó không ít người là người ái mộ của Trầm Mộng Kỳ. Những người này nhìn thấy nữ thần trong lòng mình lại bị cặn bã nam hại thành như vậy, dĩ nhiên là đau lòng vạn phần, toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hàng cùng mẹ hắn, cả Giang Yên Nhiên cũng bị liên lụy bị mắng theo, giống như trong tất cả chuyện này, Trầm Mộng Kỳ mới là người vô tội nhất. Giang Yên Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ đang khóc nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin tha thứ, nhìn sắc mặt Tống Tử Hàng dữ tợn đối với mình hắn đang không ngừng tức giận mắng. Mỏi mệt nhắm mắt một cái, muốn rời khỏi chỗ này. Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của Giang Yên Nhiên, thấp giọng nói, cái này chưa đủ đặc sắc đâu. Đừng có gấp, cho hay còn ở phía sau. Giang Yên Nhiên thần sắc khẽ run mà hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái. Diệp Oản Oản khẽ cười nói, còn nhớ tớ ban đầu đáp ứng qua cậu cái gì không? Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại lời Diệp Oản Oản ở ven hồ đã nói với cô. Cô nói, Giang đại tiểu thư, có muốn cho Tống cặn bã yêu cô Yên Nhiên yêu đến chết đi sống lại không phải cô không được không? Muốn cho bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ ra ánh sáng ngay trước mặt tất cả mọi người tiếng xấu lan xa không? Muốn cho Tống cặn bã thấy rõ bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ hơn nữa bởi vì không lựa chọn cô mà hối hận không? Cũng là bởi vì những lời này của Oản Oản nên tại lúc tuyệt vọng nhất để cho cô giấy lên sinh ý. Cô không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cô biết. Oản Oản đã đáp ứng mình nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đang bị Tống mẹ kéo tóc không ngừng tức giận mắng, Tống Tử Hàng đang đau lòng thương yêu không dứt mà che chở, trợn mắt nhìn ánh mắt của hắn nhìn Giang Yên Nhiên tràn đầy hận ý nói, Giang Yên Nhiên, bây giờ tôi bị cô làm hại thân bại danh liệt, cô vui vẻ hài lòng rồi chứ. Trầm Mộng Kỳ khóc khóc không thành tiếng, Yên Nhiên, tớ có lỗi với. Thực sự có lỗi với cậu. Mộng Kỳ, em có lỗi gì chứ? Chớ cùng cái nữ nhân ác độc này nói xin lỗi. Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh rất vui mừng vì đã sớm nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này. Diệp Oản Oản ở một bên nhìn cũng là khâm phục không dứt. Dưới tình huống này, Trầm Mộng Kỳ cũng có thể bằng vào lời nói dối cùng kỹ thuật diễn xuất của mình thay đổi càn khôn, khôi phục dáng vẻ vô tội trở thành tiểu bạch hoa như bị người khác lập mưu hãm hại. Nhất là Tống Tử Hàng, từ đầu tới cuối đều đang bị cô ta lợi dụng. Thời khắc mấu chốt còn bị kéo ra ngoài vác nồi, lại vẫn cam tâm tình nguyện che chở cô ta vì cô ta nói chuyện. Mẹ, mẹ để cho con đi theo cái này nữ nhân này cúi thấp đầu nói xin lỗi không bằng để cho con ta đi chết đi.
chỉ có Mộng Kỳ mới là nữ nhân con thích nhất trong đời này. Tống Tử Hàng bị nước mắt của Trầm Mộng Kỳ rơi xuống làm trái tim nhiệt huyết sôi trào, coi như là ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng trước mặt nữ nhân mình yêu mến cùng Giang Yên Nhiên nói xin lỗi. Lúc Tống Tử Hàng đang vì bảo vệ thật yêu chính khí lên cao, mọi người thiếu chút nữa cũng sắp bị hắn làm cho cảm động, trong đám người đột nhiên một người đàn ông xông lại, đẩy Tống Tử Hàng ra đem Trầm Mộng Kỳ che chở ở trong ngực. Tống Tử Hàng, ngươi đồ vương bát đản này, quả thật là nói bậy nói bạ, Mộng Kỳ là nữ nhân của ta, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi là tên biến thái thô bỉ cặn bã nam, một mực dây dưa cùng Mộng Kỳ không thả, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ hay không? Tống Tử Hàng bị đụng đầu óc choáng váng, nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực, thoáng cái nổi giận, ta dây dưa với Mộng Kỳ. Tiểu tử thúi, ngươi chính là kẻ đeo bám kia a, mau buông cô ấy ra. Trịnh Bân đương nhiên không có khả năng buông tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta mới là người mà Mộng Kỳ chân chính yêu thích a. Trịnh Bân, sao ngươi lại tới đây? Trầm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy ra hắn nói, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi mau trở về đi. Chương 168, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trịnh Bân nhìn bộ dáng Trầm Mộng Kỳ trên mặt đầy nước mắt, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên là không chịu đi, ta không quay về. Ta không tới, ngươi sẽ bị khi dễ chết mất, ta phải nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cặn bã nam này. Tình cảm và ý nghĩ của hai bên đều quá kích động, giống như gà trống đang muốn chiến đấu, cũng không muốn yếu thế vì loại vấn đề này Trầm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể mắt thấy hai người ngay trước mọi người làm dùm beng lên. Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, ngươi ngược lại nói cho ta biết một chút cái gì là bộ mặt thật. Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, bộ mặt thật chính là ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, biết rõ Mộng Kỳ đã có bạn trai còn đối với Mộng Kỳ quấn quýt chặt lấy. Ha ha, thật là cười chết người ta mà, Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của ta còn phải tới quấn quýt chặt sao? Vị bạn học này, ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không phải muốn nói đó chính là ngươi chứ? Tống Tử Hàng vẻ mặt cười lạnh, căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái. Trịnh Bân dưới sự tức giận bật thốt lên, bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta cùng Mộng Kỳ còn gọi điện thoại cả đêm, cô ấy chính miệng nói với ta là ngươi là người muốn dây dưa với cô ấy. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là quá thiện lương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời, ngươi còn được voi đòi tiên. Trầm Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, Trịnh Bân, chớ nói lung tung a. Trịnh Bân lo lắng nhìn lấy cô ta, Mộng Kỳ, em nhanh nói cho mọi người biết a, anh mới là bạn trai của em. Em cùng Tống cặn bã không hề có một chút quan hệ nào. Em căn bản cũng không phải là tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ tự nhiên nghĩ muốn thuận theo lời nói của Trịnh Bân phủ nhận phủi sạch hết thảy quan hệ, nhưng là làm sao có thể chứ? Tống Tử Hàng vẫn còn ở nơi này, nếu là bị hắn biết. Tống Tử Hàng cười càng châm biếm, ngươi là bạn trai của Mộng Kỳ. Ngươi có phải có chứng ảo tưởng hay không nha? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm chỗ nào đó. Chúng ta đợi lúc không có ai cùng ổn định được tâm trạng rồi nói rõ ràng có được không? Đừng ở chỗ này để cho người khác chế giễu, có được hay không? Trầm Mộng Kỳ nóng nảy không dứt mà khuyên hai người. Nhìn ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ cầu xin, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân đều do dự một chút. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, hôm nay chỉ cần cho Trầm Mộng Kỳ có cơ hội thở dốc, cô không nghi ngờ chút nào cô ta quay đầu liền có bản lãnh đem hai nam nhân này trấn an xuống. Vì vậy, Diệp Oản Oản bạch 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 vọt ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ Tống Tử Hàng liền bắt đầu mắng to, tốt cho ngươi một Tống Tử Hàng. Tôi còn tưởng rằng anh đối với Mộng Kỳ là thật tâm, không nghĩ tới là anh đang một mực dây dưa cưỡng bách Mộng Kỳ. Anh tại sao có thể như vậy? Anh như vậy không phải là phụ lòng Yên Nhiên, phụ lòng Mộng Kỳ sao? Anh đơn giản chính là đồ cặn bã. Tống Tử Hàng bị Diệp Oản Oản càn quấy hỏa khí lại nổi lên, đồ xấu xí, cô cút sang một bên cho tôi. Chớ ở trước mặt tôi thể hiện sự xuất sắc cùng chỉ số thông minh của mình. Tôi đã nói qua tôi không có cưỡng bách Mộng Kỳ. Không tin các ngươi có thể tự mình đi hỏi Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, em nói a, em nói cho hắn biết, anh mới là bạn trai của em. Trầm Mộng Kỳ giận đến mức đầu có một trận choáng váng, hung hăng hướng Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, đơn giản là muốn bóp chết cô. Mà bên kia, Trịnh Bân hỏa khí cũng lên tới, Tống Tử Hàng.
ta xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi một bên chiếm cứ Giang Yên Nhiên, một bên lại nhân lúc không có ai mà muốn cấu kết cùng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là do học cùng một trường với người, còn có vì không muốn ảnh hưởng đến mặt mũi của Giang Yên Nhiên mới không ở trước mặt khó chịu với ngươi. Kết quả ngươi còn bất chấp mặt mũi, ngày ngày bôi thuốc như keo dán trên da quấn cô ấy không thả. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần hỏi Mộng Kỳ. Ngươi cùng mẹ chính mình nghe đi. Chương 169, rằng co. Trịnh Bân tức giận lấy điện thoại di động ra bầm mấy cái, trong nháy mắt điện thoại di động truyền tới âm thanh đối thoại của một nam một nữ. Mộng Kỳ, em cùng Tống Tử Hàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây là thanh âm của Trịnh Bân. Em đã nói qua là em không có quan hệ gì với hắn rồi mà, hắn là người Yên Nhiên yêu thích, em làm sao có thể có quan hệ mấp mờ gì cùng hắn chứ? Chẳng qua là hắn quấn ta cũng là thật sự không có biện pháp. Mà tiếng nói quen thuộc này, rõ ràng là tiếng của Trầm Mộng Kỳ. Vậy chúng ta liền công khai quan hệ đi, em đi nói cho hắn biết, nói cho tất cả mọi người, anh mới là bạn trai của em. Như vậy hắn sẽ không còn hy vọng nữa. Không được, không thể công khai, ba mẹ em không cho phép em bây giờ nói yêu thương. Vậy tại sao em không nói cho Tống Tử Hàng biết là em đã có bạn trai? Em rốt cuộc có còn coi anh là bạn trai của em hay không? Em đương nhiên là đã nói qua với hắn rồi à, nhưng không có dùng được à. Anh tại sao có thể nói em như vậy? Anh nếu là không tin em vậy thì chúng ta liền chia tay là được rồi. Anh không có không tin em. Mộng Kỳ em đừng nóng giận à. Anh chỉ là ghét Tống Tử Hàng, người một mực quấn quýt em không buông. Đều biết em là người đã có bạn trai, còn quấn quýt chặt lấy, thứ người như vậy thật sự là cần phải cho ăn đòn, một ngày đó anh thế nào cũng phải đi đánh tiểu tử kia một trận. Anh đừng xung động, hắn dù sao cũng là người Yên Nhiên yêu thích, em không muốn làm huyên náo quá. Lại nói, hắn quấn em thì thế nào, người em yêu là anh à. Anh mới là bạn trai của em, đừng nóng giận có được hay không. Vậy em hôn anh một chút đi. Phía sau tất cả đều là lời tỏ tình của Trầm Mộng Kỳ cùng Trịnh Bân. Trịnh Bân khoe khoang tựa như muốn tiếp tục phát tiếp video. Đóng lại, nhanh đóng lại. Trầm Mộng Kỳ nghe được đoạn ghi âm này cơ hồ đều muốn điên rồi, gần như mất kiềm chế giống lên, trừng mắt nhìn về phía Trịnh Bân hỏi, tại sao? Tại sao ngươi lại ghi âm? Nhìn thấy phản ứng khác thường của Trầm Mộng Kỳ, Trịnh Bân chân mày nhíu chặt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mộng Kỳ, em làm sao vậy? Anh chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ em. Chuyện ghi âm thì thật ra chúng ta mỗi lần nói chuyện điện thoại anh đều có ghi âm lại. Anh muốn nghe thanh âm của em nhiều một chút. Em nói không muốn ảnh hưởng đến việc học tập, cho nên cũng không chịu cùng anh hẹn hò nhiều lần. Anh không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này. Trầm Mộng Kỳ cứng còng sống lưng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta quả thật là không dám nhìn tới mặt của Tống Tử Hàng, còn có biểu tình chung quanh của tất cả mọi người. Mà Diệp Oản Oản nghe được đoạn ghi âm đó, phảng phất sức lực đầy đủ hơn, dương dương đắc ý nhìn về phía Tống Tử Hàng nói, cặn bã nam. Bây giờ anh còn có gì để nói đấy? Tôi biết mà, Mộng Kỳ là người tốt cùng thiện lương như vậy, lại còn biết rõ Yên Nhiên thích anh, làm sao có thể ở chung một chỗ với anh chứ? Nguyên lai từ đầu tới cuối đều là anh cái cặn bã nam này khích bác ly gián. Mộng Kỳ đều đã có bạn trai, anh lại còn quấn cô ấy không thả, đơn giản đây là mặt dày mày dạn a. Tống Tử Hàng nghe cái đoạn ghi âm kia, đứng ngơ ngác ở nơi đó, quả thật là giống như bị thiên lôi đánh, khuôn mặt không cách nào tin tưởng. Mà lời nói của Diệp Oản Oản, từng chữ hướng trên ngực hắn đâm vào. Tống Tử Hàng giận đến toàn thân phát run, mặt mũi vặn vẹo đến gần như dữ tợn, tức giận tới cực điểm. Cắn răng, vành mắt câu liệt mà từng bước một hướng Trầm Mộng Kỳ ép tới hỏi, Trầm Mộng Kỳ. Là anh dây dưa với em sao? Là anh cưỡng bách em hả? Là anh mặt dày mày dạn sao? Lúc trước tại công viên, là ai nói đã sớm đối với anh có cảm giác? Là ai nói mỗi lần nhìn thấy An cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ tim như bị đao cắt? Là ai chính miệng đáp ứng anh sau khi tốt nghiệp liền ở chung với anh đấy? Là ai chủ động hôn anh? Con mẹ nó làm sao lại thành tôi cưỡng bách của cô? Còn nữa, cô cùng tên tiểu tử thúi này có chuyện gì? Ngày đó cô đều đã chính miệng đáp ứng lời tỏ tình của tôi, kết quả tối ngày hôm qua vẫn còn đang gọi điện thoại hâu đêm với hắn. Cô nói với hắn hắn mới là bạn trai của cô. Vậy tôi thì sao? Tôi tính là gì chứ? Chương 170, Lật Thuyền. Tống Tử Hàng tay run run với vào trong túi sách móc ra một chồng sticker, vỗ đầu che mặt mà ném vào trên mặt của Trầm Mộng Kỳ. Từng tờ một. Tất cả đều là ảnh hai người đang thân mật, trong hình Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt ngọt ngào,
không có phân nửa bộ dáng bị buộc bất đắc dĩ. Tống Tử Hàng nói xong lại đem tay của Trầm Mộng Kỳ nắm lại, trên ngón tay của cô ta bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc, giống y hệt với chiếc nhẫn trên tay Tống Tử Hàng là một đôi nhẫn cặp, bị cưỡng bách. Chiếc nhẫn của cô, dây chuyền, bộ quần áo này. Toàn bộ là lão tử mua cho cô đó. Trịnh Bân lúc này đã trợn tròn mắt, cái này không thể nào. Tôi cùng Mộng Kỳ nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ. Sau đó, hai người lên tiếng mắng chửi không ngừng, ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đem gốc gác của Trầm Mộng Kỳ bóc ra hoàn toàn. Trầm Mộng Kỳ tính toán thật hay, thời điểm Tống Tử Hàng tỏ tình cùng với cô ta không có ở yên, lúc ở trước mặt Tống Tử Hàng thừa nhận quan hệ của hai người, sau lưng ở trước mặt của Trịnh Bân lại hoàn toàn phủ nhận, nói Tống Tử Hàng là một bên dây dưa với cô ta. Trầm Mộng Kỳ nghĩ có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay mình, ai lại có thể nghĩ tới hai người họ sẽ dưới tình huống này đụng chạm nhau, hai người họ vừa đụng đầu, nhất quyết đối mặt để giải quyết, vì vậy kỹ xảo cùng lời nói dối của cô ta tất cả trong thoáng chốc đều bị vạch trần. Giờ phút này, mọi người vây xem nhìn hai người đang ra tay đánh nhau, thông tin được hai người Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân tiết lộ càng ngày càng bùng nổ, toàn bộ đều đã trố mắt nghẹn họng, xem ra thế là đủ rồi. CMN, cái này sao lại xoay ngược rồi? Nguyên lai thật sự là Trầm Mộng Kỳ cố ý câu dẫn Tống Tử Hàng đấy. Bây giờ còn thêm một Trịnh Bân. Má ơi, bắt cá hai tay à? Trầm Mộng Kỳ từ đầu tới cuối đem hai người này chơi xoay quanh mình à? Theo như hai người này, cướp bạn trai của Khuê Mật, bắt cá hai tay, nói dối liên thiên, mọi người chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Chấm. Tử Hàng, đủ rồi, chớ ồn ào, còn ngại không đủ mất mặt sao? Con chính là vì một đứa con gái như gái điếm mà đem mình cùng Tống ra chúng ta hại thành cái bộ dáng này sao? Con, Tống mẹ giận đến mức mà vung một cái tát nặng nề đánh trên mặt người con trai mà mình chưa đánh bao giờ. Tống mẹ nói xong lại một lần nữa níu lấy Trầm Mộng Kỳ, đập bàn tay nặng nề lên hai bên trái phải trên mặt cô ta, thối biểu tử. Trêu hoa ghẹo nguyệt ai cũng được sao phải làm liên lụy đến nhà chúng ta chứ? Tống Tử Hàng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên mặt đau rát. Một câu nói đều không nói được, nhìn mẹ mình đang đánh mắng Trầm Mộng Kỳ cũng không có phản ứng chút nào. Hắn không tin nữ hài tử mình yêu thích cho tới nay lại là thứ người như vậy, cô từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt tình cảm của hắn, cô dù đang cùng mình nồng tình mật ý nhưng đồng thời vẫn còn đang cùng một người đàn ông khác lui tới. Mà hắn thì sao, vì muốn duy trì mối quan hệ với cô ta làm cho hắn thân bại danh liệt, còn bị cắm sừng lớn như vậy nữa, hắn đã thành một đứa hoàn toàn ngu ngốc. Cô đồ tiện nhân này, cô dám gạt tôi, cô lại dám gạt tôi. Tống Tử Hàng đột nhiên thức tỉnh như một người điên hướng Trầm Mộng Kỳ vào tới. À, Tử Hàng, anh nghe em giải thích, Trầm Mộng Kỳ bị siết cổ chắt đến mức không thể thở nổi, hốt hoảng hô lên, Trịnh Bân cứu em với. Trịnh Bân làm sao có thể đi cứu cô ta được, hắn không đi theo Tống Tử Hàn đi lên đánh một cước cũng đã là không tệ rồi, hắn giận đến cặp mắt đỏ bừng, Trầm Mộng Kỳ. Cô thật tốt ha, cũng bởi vì tôi bây giờ không có biện pháp làm điều mà cô muốn, tôi không có biện pháp để cô thành đại minh tinh, nên cô phải đi tìm đàn ông khác sao, còn từ đầu tới cuối để tôi chẳng hay biết gì, coi tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi đã cho rằng cô là chân ái của tôi, ngày ngày nơm nớp lo sợ không dám quấy nhiễu cô học tập, không dám nói với bất kỳ người nào quan hệ của chúng ta, kết quả con mẹ nó cô chẳng qua là coi tôi như vỏ xe phòng hờ. Ngoại trừ Tống Tử Hàng cô còn tìm ai nữa? Cô còn đạp mấy chiếc thuyền nữa rồi hả? Nghe Trịnh Bân giống giận, người chung quanh tất cả đều chật chật chắt lưỡi, nhìn Trầm Mộng Kỳ tóc tai bù xù bộ dáng sưng mặt sưng mũi, không có chút nào đồng cảm. Đáng đời, lần này là lật thuyền đi. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, cái gì mà thanh thuần nữ thần ở Thanh Hóa A, đơn giản chỉ là nữ nhân tâm cơ, đồ hồ ly tinh, ta nhổ vào. Tôi không có, không phải như vậy đâu, Trầm Mộng Kỳ ngồi sập xuống đất, máy móc mà lắc đầu, chung quanh âm thanh như dao cắt tại trên người của cô ta. Cô ta ở trường học từ trước đến giờ là trong mắt của mọi người đều là học sinh giỏi, là nữ nhân mà tất cả nam sinh trong trường múa sở hữu, là nữ thần trong trường, cô ta chưa từng bị nhận ánh mắt khinh bỉ cùng lời giễu cợt hết sức khó nghe như vậy. Đầu óc của cô ta hỗn loạn, cho đến giờ phút này, cô ta cũng không biết vì sao sự tình lại phát triển đến nước này. Cô ta làm sao sẽ rơi vào cái kết quả này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 171, tưởng Giang gia chúng ta dễ khi dễ sao?
Diệp Oản Oản đứng cách xa mấy bước, lặng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ ngã ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, cô từng bước chậm rãi đi tới, mặt đầy vẻ đau lòng, mở miệng yếu ớt nói, Mộng Kỳ tại sao có thể như vậy, cậu sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Anh trai của tớ thì sao đây? Anh trai tớ có phải cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng, mới bị cậu đá một cái bay ra ngoài đúng không? Chẳng lẽ, bây giờ anh tớ đối với cậu mà nói cũng là vỏ xe phòng hờ, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng sao? Nghe đến đó, Trầm Mộng Kỳ quả thật là đột nhiên thức tỉnh. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của cô ta, nhất thời nóng nảy không dứt mà giải thích, tớ không có. Oản Oản cậu tin tưởng tớ đi, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, tớ làm sao lại đối xử với Mộ Phàm ca như vậy được. Tớ là thật tâm giúp anh ấy mà. Mọi người thấy Trầm Mộng Kỳ đã có chứng cứ xác thật trước mắt mà còn làm dáng, mọi người thấy nét mặt của cô ta rõ ràng càng thêm khinh bỉ. Đều đã đến mức này, cũng chỉ có Diệp Oản Oản người xấu xí này là còn có thể nghe Trầm Mộng Kỳ nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi à. Nguyên lai like đây là Trầm Mộng Kỳ trước sau như một sáo lộ, xem ai được thế liền đi cấu kết với người đó, khi thấy tình huống không đúng ngay lập tức sẽ đi tìm cái vỏ xe phòng hờ khác. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên thấy Diệp Oản Oản một tay đem chuyện của Trầm Mộng Kỳ làm đến trình độ này thế mà Trầm Mộng Kỳ lại không có tí cảm giác khác thường nào, còn đang nóng nảy muốn giải thích cùng với cô ấy, nhất thời yên tĩnh không nói nên lời. Lúc này, Tống Tử Hàng ném Trầm Mộng Kỳ ra, khóc ròng ròng mà vọt tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, cầu xin em tha thứ anh không biết mọi chuyện có thể như vậy, anh là bị nữ nhân kia lừa, anh thực sự không nghĩ tới cô ta lại giảo hoạt như vậy, từ đầu tới cuối đều là cô ta không biết xấu hổ câu dẫn anh, cầu em tha thứ cho anh lần này đi. Giờ phút này Tống mẹ quả thật là cũng sắp bị Tống Tử Hàng chọc cho tức chết, con mình lại bị một nha đầu tiểu phiến tử chơi xoay quanh mình, mặt của Tống gia đều bị hắn làm mất hết rồi. Yên Nhiên à, cháu cũng thấy đấy, đều là cái tiểu thiện nhân không biết xấu hổ này đi câu dẫn Tử Hàng, coi như là nể mặt của A-di, cháu tha thứ cho hắn lần này đi, có người đàn ông nào mà không phạm sai lầm đâu. Cháu xem đi gì đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, hắn về sau tuyệt đối không dám nữa đâu, khẳng định thật tốt cùng cháu sống qua ngày. Cháu trở về cùng cha cháu giải thích một chút, chuyện của công ty chúng ta thật sự không thể kéo thêm ngày nào được nữa à. Giọng nói của Tống mẹ hời hợt, khiến cho Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày, mấp máy môi, mở miệng nói, Tống A-di, thật xin lỗi, chuyện của công ty, không phải là chuyện cháu có thể quyết định được. Về phần hôn ước, quả thật giống như Tử Hàng từng nói, chẳng qua đó là chuyện các trưởng bối đùa giỡn, cho tới nay đều là cháu không thấy rõ mà thôi. Thấy thái độ Giang Yên Nhiên kiên quyết, sắc mặt Tống mẹ nhất thời hơi trầm xuống, Yên Nhiên, cháu thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Dì cùng Tử Hàng đều đã nói xin lỗi với cháu còn phải nắm không thả. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, muốn hủy tình ý nhiều năm giữa hai nhà chúng ta như vậy sao? Lúc Tống mẹ tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, đối diện đột nhiên truyền tới một âm thanh giận dữ, Yên Nhiên, mặt của con thế nào rồi? Chỉ thấy Giang Hải Triều nóng nảy không dứt mà chạy tới, sau lưng còn có cha của Tống Tử Hàng Tống Quan Kiệt. Giang Yên Nhiên nhìn thấy cha, có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay che lại khuôn mặt sưng đỏ của mình, ba, sao ba lại tới đây? Con không sao. Giang Hải Triều nhìn con mình từ nhỏ đến lớn đặt ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, ngay cả đụng đều không nỡ, giờ lại thấy con gái mình bị đập giận đến mức không kềm được la lên, ai đánh con? Có phải là Tiền Như Lan hay không? Bà ta lại dám đánh con sao? Tống mẹ không nghĩ tới Giang Hải Triều lại sẽ đến, thần sắc nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích, lão Giang, sao ông làm sao đích thân tới đây? Đây đều là hiểu lầm, tôi không phải cố ý, thật ra thì từ đầu tới cuối cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Thực sự không cần phải làm chấn động mọi người chung quanh như vậy à. Giang Hải Triều đem con gái mình che chở vào trong ngực, giờ phút này đã là giận đến cực hạn, à, chuyện nhỏ. Nữ nhi của tôi bị con của bà khi dễ đến mức muốn tự sát, cái này gọi là chuyện nhỏ sao? Đêm hôm đó ta cùng mẹ của Yên Nhiên nhận được điện thoại, hồn phi phách tán mà tới trường học, nếu không phải là có người cứu Yên Nhiên, cái chúng ta thấy chính là thi thể của Yên Nhiên, cái này còn gọi là chuyện nhỏ vậy thì chuyện gì là chuyện lớn? Nguyên lai đối với các ngươi mà nói, sinh mệnh Yên Nhiên nhà ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Như Lan, Tống Quan Kiệt, có phải các người thật sự xem Giang gia chúng ta dễ bị khi dễ hay không? Chương 172, luôn có một hai người ngu ngốc như thế. Lão Giang, tôi không phải có ý này, ông nói Yên Nhiên tự sát, chuyện này, tôi đây hoàn toàn không biết a, Tống mẹ sửng sốt nói.
Tống Khiếu Uy nghe đến đó cũng hoàn toàn đổi sắc mặt, mặt đầy âm vụ nhìn qua con trai cùng thê tử của mình, một cái hai cái tất cả đều là làm hư việc nhiều hơn là thành công. Hôm nay hắn thật vất vả mới thấy được Giang Hải Triều, vốn là đi hỏi tội, kết quả lại biết được căn bản chính là con trai nhà mình phản bội Yên Nhiên trước, làm cho hắn ở trước mặt của Giang Hải Triều mất hết mặt mũi. Hắn hao hết miệng lưỡi, thật vất vả mới thuyết phục được Giang Hải Triều nhìn lại giao tình cùng mặt mũi của hai nhà đừng làm tận tuyệt như vậy, theo chân bọn họ hợp tác cái tờ đơn đó, ai mà biết được, Giang Hải Triều lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói là vợ hắn chạy đến trường học gây chuyện. Tống Khiếu Uy hung ác trợn mắt nhìn vợ con mình một cái, cũng chỉ có thể kiên trì mà mở miệng nói, lão Giang A. Thật sự là xin lỗi, những chuyện này tôi cùng Như Lan thật sự là không biết tí nào, nếu như chúng tôi biết, khẳng định không tha cho tiểu tử thúi này làm bậy như vậy đâu A. Giang Hải Triều liên tục cười lạnh, không biết chuyện, các ngươi dĩ nhiên là không biết chuyện gì rồi. Ngay cả ta gần đây không lâu mới vừa biết, nữ nhi của ta ngày thường giống như người giúp việc cho con của ngươi rót nước giặt quần áo đưa cơm sáng. Rồi mới biết con của ngươi ngay trước mặt Yên Nhiên vượt quá giới hạn cho con của ta khó chịu, con của ngươi lại còn giúp nữ nhân khác nhục nhã con ta, thêm vào đó mới biết được Yên Nhiên chịu rất nhiều ủy khuất như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Tống Khiếu Uy, Tiền Như Lan, chuyện này không xong đâu. Các ngươi chờ công ty mình bị phá sản đi. Giang Hải Triều nói xong không để ý tới người nhà họ Tống giải bày, che chở con gái mình cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi. Mọi người vây xem từ trong miệng Giang Hải Triều biết đầu đuôi câu chuyện xong, nhất thời tất cả đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía ba người nhà Tống Tử Hàng mà chỉ trỏ trỏ. Cái này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ, đúng là người một nhà mà. Cửa trường học, Giang Yên Nhiên trấn an thật lâu, cuối cùng cũng hóa giải được cơn tức giận của cha mình, sau đó đưa ba mình trở về. Oản Oản, là cậu gọi điện thoại cho ba tớ sao? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu, phòng ngừa vạn nhất, mình có thể tìm được một chỗ dựa tương đối an toàn. Cảm ơn, Giang Yên Nhiên cảm kích nói. Oản Oản luôn là đem hết thảy mọi chuyện đều suy nghĩ đến mức chu toàn. Cậu đừng luôn nói cảm ơn, tớ làm cũng là vì chính tớ nữa. Diệp Oản Oản không thèm để ý nói. Giang Yên Nhiên mở miệng nói, lần này coi như Trầm Mộng Kỳ gian xảo có thiệt như vậy, sợ rằng cũng sẽ không có người nào tin cô ta nữa. Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi có chút nhức đầu nhéo mi tâm một cái, chung quy sẽ có như thế một hai người ngu ngốc tin cô ta đi. Hích, cậu là nói, Diệp học trường sao? Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Oản Oản từ chối cho ý kiến. Dù người có chỉ số thông minh cao đến đâu khi yêu đương đều là số âm, điểm này chính cô cũng đã thấu hiểu rất rõ ràng a. Kiếp trước anh trai cô dù là tận mắt nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ cùng đàn ông khác mập mờ nhưng đều quyết chí thể không thay đổi. Còn cảm thấy là chính bản thân mình vô dụng mới không bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu quý. Cô đã có thể tưởng tượng đến việc tẩy não cho anh mình có bao nhiêu khó khăn. Dù sao cậu và Diệp học trường cũng là anh em ruột, cậu tốt nhất nói với hắn, hắn nhất định sẽ đứng cùng phía với cậu nha. Giang Yên Nhiên an ủi nói. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, ngay sau đó liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, không việc gì, tớ nếu đã có thể vạch trần Trầm Mộng Kỳ một lần, liền có thể vạch trần cô ta lần thứ hai. Đừng lo lắng cho tớ, ngược lại nên lo là cậu đó, trở về ngủ một giấc thật ngon hoặc là đi tìm một chỗ để buông lỏng tâm tình mình một chút đi. Ừ, cậu lát nữa có chuyện gì sao? Giang Yên Nhiên thấy vậy hỏi. Hôm nay là thứ bảy, tớ muốn đi đến nhà bà nội bạn trai tớ ăn cơm, cậu nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được. Được. Cùng Giang Yên Nhiên tách ra, Diệp Oản Oản trở về nhà trọ thay bộ quần áo khác cùng tẩy trang, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đậu ở chỗ cũ đợi cô. Chương 173, đụng ngã đại ma đầu. Diệp Oản Oản tóc dài như thác, cả người mặc áo đầm màu trắng, vỗ mặt một cái, tiến vào trạng thái tiểu bạch thỏ. Cô mới vừa đến gần, cửa xe bên ghế lái liền mở ra, Hứa Dịch bước nhanh xuống xe, thay cô mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, đồng thời không nhịn được mà nhìn nhiều cô thêm chừng mấy lần. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cô sau khi thay đổi quần áo nhưng mỗi lần thấy hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn đang bận rộn, phía trước để laptop, trên người mang tai nghe Bluetooth, dường như đang mở video hội nghị. Không biết có phải là nội dung cuộc hội nghị không quá thuận lợi hay không mà thần sắc của Tư Dạ Hàn cũng không thật sự dễ nhìn, giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên tia giận dữ, xung quanh đều là một cổ khí tức người lạ chớ tới gần.
Diệp Oản Oản dĩ nhiên là không dám đi trêu chọc anh, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trong góc xe, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình. Trong lúc vô tình vừa nhấc mắt lên, cô đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe ngoại trừ Hứa Dịch ra, Lưu Ảnh cũng ở đây. Thời điểm dương mắt lên, cô vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Lưu Ảnh đang phản chiếu ở trong kính chiếu hậu, ánh mắt của hắn trước sau như một mang ý giễu cợt và khinh thường. Đối với ánh mắt như thế, Diệp Oản Oản đã sớm tập thành thói quen, bên cạnh tất cả thủ hạ cùng tộc nhân của Tư Dạ Hàn đều coi cô là yêu phi bao tự đát kỷ hại nước hại dân. Điểm bất đồng duy nhất so với kiếp trước chính là, đời này cô khôi phục lại bộ dạng nguyên thủy của mình, càng phù hợp hơn với hình tượng là kẻ gây họa của cô, cũng càng kéo thêm nhiều cừu hận vào người mình. Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng không có nghĩa là cô muốn tiếp nhận toàn bộ giống như kiếp trước. Ánh mắt của người này thật sự là làm cho cô rất khó chịu. Ha ha, trong lòng hắn chắc đang mắng cô là hồ ly tinh, mắng cô là tiểu yêu nữ không biết bao nhiêu lần chứ. Rõ ràng là ông chủ nhà anh cường đoạt dân nữ thì được xem là việc tốt sao. Rốt cuộc còn có đạo lý gì hay không? Cô nếu đã không mang tiếng có tội danh này thì thôi, nếu có mà không làm gì thì há chẳng phải là quá bị thua thiệt sao? Diệp Oản Oản hướng Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái. Sắc mặt nam nhân đang lạnh giá hướng video bên kia nói chuyện, đôi môi nhỏ bé môi phun ra tất cả đều là những từ ngữ mà cô nghe hoàn toàn không hiểu chút nào. Lưu Ảnh thấy cô vẫn nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà cong lên, một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới. Tư Dạ Hàn đang không có chút phòng bị nào nên cứ như vậy bị cô đụng ngã. Lông mày của anh nhấc lên, đang muốn mở miệng, lại bị một thân thê mềm mại ngọt ngào đặt lên. Tư Dạ Hàn thần sắc rõ ràng là ngẩn ra trong chốc lát, con người thâm thúy cơ hồ trong nháy mắt chuyển thâm, giống như vòng xoáy to lớn. Sau đó ngón tay thon dài dùng tốc độ cực nhanh ba một tiếng khép màn ảnh của máy vi tính xách tay lại, ngăn cách tầm mắt đầu bên kia. Đầu bên kia của video hội nghị một bàn các quan chức cao cấp vốn là đang họp một cách hết sắc chăm chú, nhưng trong nháy mắt lại thấy hoa mắt. Càng nhìn càng cảm thấy dường như có một nữ nhân hướng boss nhà bọn họ nhào tới. Lúc muốn nhìn rõ thì màn ảnh lớn đã tối đen. Đệt! Nữ nhân! Mới vừa rồi boss của bọn họ trong lúc họp lại bị một nữ nhân đụng ngã. Cùng lúc đó, so với màn hình tối om còn đen hơn chính là mặt của Lưu Ảnh. Ánh mắt tên kia trừng giống như Ngưu Linh, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, cả người cũng sắp nổ tung. Hiển nhiên là bị hành động không biết xấu hổ này của Diệp Oản Oản sợ ngây người. Hứa Dịch mặc dù đã bị cho ăn nhiều lần thức ăn cho chó, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng kéo màn che lên, ngăn cách hình ảnh phía sau. Hừ, ánh mắt xéo qua liếc về phía Lưu Ảnh mặt đang đen như đáy nồi kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hơi hơi hả giận chút ít. Bất quá, hết giận xong, cô mới phát hiện, sự tình lớn hơn đang ở đây chờ giải quyết. Diệp Oản Oản cứng đờ nháy mắt một cái. Nhìn về phía đại ma đầu nào đó đang bị cô nhào tới đặt dưới thân thể mình. Xúc động là ma quỷ a. Cô thật là ăn gan hùm mật báo. Dám nhào vào Tư Dạ Hàn. Chương 174, chính cung rộng rãi. Trong phút chốc, Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh đều rơi xuống, cái này thật là đả thương địch thủ 800, tự đánh thương mình 1000. Nhưng là không có cách nào đứng dậy cả, dù sao cô nhào cũng đều đã nhào qua rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục mà thôi a. Diệp Oản Oản như phi tử bị lạnh nhạt nằm ở ngực của anh, nũng nịu lầu bầu than phiền nói, em đều tới từ lâu rồi mà anh cũng đều không để ý đến em, vật này có gì để nhìn nha, anh lại một mực muốn nhìn, so với em có đẹp mắt hơn không a? Rốt cuộc là em đẹp mắt, hay là nó đẹp mắt? Thật là tiêu chuẩn lời kịch của kẻ gây họa. Trong xe, tấm ngăn có thể ngăn cách lại tầm mắt nhưng cũng không thể cách âm, Lưu Ảnh vào lúc này nghe được phỏng chừng có thể tức chết. Cô phảng phất cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng trước mặt. Trên thực tế Diệp Oản Oản suy đoán cũng không có sai. Thanh Nguyễn kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh kia đều đã bị tuốt ra khỏi vỏ, yêu nữ này. Ngay cả lời kịch mắng người cùng đều được Diệp Oản Oản dự đoán không khác một tí nào. Hứa Dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, khẩn trương không dứt mà thấp giọng nói, nhỏ tiếng một chút. Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy a? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ? Muốn tìm chết sao? Hứa Dịch chỉ thấy thanh niên bên cạnh mình giận đến tóc cũng sắp bốc cháy rồi, làm sao có thể còn nhịn được, nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quái như vậy, rõ ràng cho thấy không có hảo ý,
ông chủ làm sao lại có thể hồ đồ như thế chứ, một chút phòng bị cũng không có. Hứa Dịch vội vàng trấn an nói, một tiểu nha đầu, có thể nhấc lên sóng gió gì, người đừng quá khẩn trương. Lưu Ảnh Tà khí cười, a, không nổi lên được sóng gió gì sao? Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý làm cho ta xem đấy. Cô ta là muốn khích bác cùng Ly Gián, khiêu khích quan hệ giữa ta cùng Cửu gia. Khích bác Ly Gián là cái gì quỷ chứ? Ngươi đừng nói giống như cô ấy là một dạng tình địch của ngươi có được hay không? Chung quy lại là ngươi cần tính táo một chút, coi như cô ấy là yêu phi thì sao, ông chủ của chúng ta còn có thể là hôn quân sao? Ngươi đem ông chủ nhìn thành người nào? Hứa Dịch mở miệng nói. Nghe được cái một câu này, Lưu Ảnh đang tức giận mới thoáng hỏa hoãn lại. Dù sao ở trong mắt hắn Tư Dạ Hàn chính là một vị thần hoàn mỹ vô khuyết, tại sao có thể là hôn quân được chứ? Nhưng mà, cơ hồ khi Hứa Dịch vừa mới dứt lời trong nháy mắt, hai người liền nghe được phía trước chuyển tới nam nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp, đương nhiên là em rồi. Lưu Ảnh, Hứa Dịch, hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Oản Oản còn không có ngừng, đoán chừng là nhìn thấy Tư Dạ Hàn không tức giận, lá gan của cô nhất thời lại lớn lên. Diệp Oản Oản hướng về phía trước xe liếc mắt một cái, hừ hừ lấy tiếp tục hỏi Tư Dạ Hàn, vậy nếu như có một ngày, em với Lưu Ảnh đồng thời rơi vào trong sông, anh cứu ai trước? Lưu Ảnh, Hứa Dịch, Thảo, cái này là CMN kêu vấn đề gì a? Hắn đều sắp quỳ trước Diệp Oản Oản luôn rồi nha. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này thuận theo ý rời chủ động nói tiếp, làm chuyện so với thời điểm phản kháng cùng gây chuyện còn đáng sợ hơn. Không khí ngưng trệ. Một trận yên lặng, phía trước rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm của nam nhân, cứu em. Lưu Ảnh, đao của ta đâu? Hứa Dịch. Vào giờ phút này, biểu tình của Lưu Ảnh đã cùng oán phụ đã không có gì khác biệt, Hứa Dịch cơ hồ đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn oán khí màu đen đã xông lên trời. Rất sợ hắn mất khống chế thực sự chạy đi làm thịt Diệp Oản Oản, Hứa Dịch vô cùng lo lắng mà khuyên, Lưu Ảnh. Buông đao xuống đi, tính táo một chút, ông chủ vẫn là yêu ngươi a. Ông chủ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi căn bản cũng không cần hắn cứu a. Ngươi ngàn vạn lần chớ cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhặt. Ngươi là chính cung phải có đại khí a. Đại khí a. Hứa Dịch khuyên khuyên, đột nhiên cảm thấy, có chỗ nào đó là lạ nha. Chương 175, người ta rõ ràng thuần lương như vậy. Hắc hắc hắc. Nghe được thanh âm Tư Dạ Hàn không chút do dự chọn chính mình, Diệp Oản Oản cuối cùng là có chút hài lòng. Tư Dạ Hàn lấy tay đỡ lấy hông của cô, để tránh cho cô bị lăn xuống, âm thanh khàn khàn mà vang ở bên tai, náo đủ rồi chứ. A, à, gây chuyện bị phát hiện. Diệp Oản Oản yếu ớt mà lẩm bẩm, ai bảo ánh mắt hắn nhìn em như kẻ gây họa yêu phi hồ ly tinh cơ chứ, người ta rõ ràng là thuần lương như vậy. Thuần lương. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về người nào đó tự xưng thuần lương nhàn nhạt quét tới. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Đại khái cũng cảm thấy lời nói này có chút chột dạ, bĩu môi nói, hắn không thích em sao phải thích hắn chứ, ghét còn không kịp nữa là. Đừng trêu chọc hắn, giọng nói của Tư Dạ Hàn mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Diệp Oản Oản nhất thời ủy khuất mặt, anh thiên vị nha. Con người trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm nhìn cô một cái, ta quả thật là thiên vị. Diệp Oản Oản. Được rồi. Cô thừa nhận mới vừa rồi Tư Dạ Hàn đã vô cùng cho cô đủ mặt mũi, đủ nghiêng về phía cô rồi. Tóm lại, người không phạm ta không phạm người a, nếu là hắn lại chừng em đây đi gieo họa cho ông chủ nhà hắn. Chọc tức chết hắn luôn a, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tư Dạ Hàn, không nghĩ tới hắn nằm không cũng trúng đạn nha, ông chủ của Lưu Ảnh Tư Dạ Hàn đại khái là chưa từng nghĩ tới còn có loại thao tác này. Vì vậy nên cho Lưu Ảnh thêm một chút tiền lương chứ. Rất nhanh xe lái đến nhà cũ. Lúc xuống xe, Diệp Oản Oản như trong dự liệu của mình đối mặt với ánh mắt của Lưu Ảnh tràn đầy lạnh lẽo sát ý kinh người. Diệp Oản Oản biết hôm nay mối thù này coi như là kết xuống rồi. Bất quá vậy thì thế nào, dù cô có là người hoàn mỹ vô khuyết Tần Nhược Hy Châu Ngọc ở phía trước thì bất kể cô làm gì, tên kia cũng không có khả năng nhìn thấy cô thuận mắt. Cô chính là được sủng ái mà kiêu, chính là hại nước hại dân thế đấy. Kiếp trước cô sợ nhất là Tư Dạ Hàn, trừ lần đó ra cũng cực sợ bên cạnh cỗ máy giết người Tư Dạ Hàn này. Mỗi lần bị ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Ảnh nhìn lấy, cũng cảm giác mình phảng phất đang bị lăng trì, chớ nói chi là ba ngày hai đầu bị cảnh cáo bị uy hiếp, trở thành kẻ gian luôn bị đề phòng. Cho dù ở Cẩm Viên đợi nhiều năm như vậy,
Cho dù Tư Dạ Hàn cho cô hết thảy những gì tốt nhất, nhưng cô cũng chưa từng có lòng trung thành trong bất cứ giây phút nào. Lúc trước bị những thứ kia ám hại, đời này tất cả cô đều muốn đòi lại. Nếu không thể trở về làm thuần lương thiếu nữ thì cô chính là không lại ngại gì muốn một lần làm yêu phi. Sau khi vào nhà, lão thái thái nhìn thấy hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn xuất hiện, nhất thời lộ ra nụ cười, trở về rồi à? Tư Dạ Hàn, dạ. Lão thái thái oán trách mà liếc nhìn cháu đích tôn tích chữ như vàng của mình, ngay sau đó thân thiện mà kéo Diệp Oản Oản lại gần hỏi thăm, Oản Oản mau tới đây. Để cho bà nội nhìn một chút. Bà nội, Diệp Oản Oản ngọt ngào kêu lên một tiếng. Cũng không thể trách lão thái thái đối với cô ấn tượng không tệ, ngoại trừ nguyên nhân đầu tiên là bởi vì cô đời này không phạm sai lầm giống đời trước, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn à, Diệp Oản Oản ăn mặc vô cùng tùy mị, dung mạo và khí chất cũng vô cùng tốt để người khác muốn chiếm tiện nghi. Nhìn qua vô cùng nhu nhược nhu thuận, thuần lương vô hại, dễ cho người khác theo bản năng muốn buông lỏng cảnh giác, hơn nữa không nhịn được mà sinh lòng trìu mến. Không sai, cũng còn khá ốm nên mập thêm một chút nữa nha. Cháu quá gầy rồi nhất định phải ăn nhiều một chút, lão thái thái kéo cô qua đánh giá, hài lòng gật gật đầu nói. Diệp Oản Oản trước kia thật sự là quá gầy, gầy đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay, trong khoảng thời gian gần đây đã mập lên không ít, bất quá tổng thể vẫn còn có chút hơi gầy. Bất quá lấy sức ăn của Diệp Oản Oản sau khi sống lại, không cần hoài nghi, nuôi để cho cô mập lên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa nếu như một mực không thèm tiết chế mà ăn uống thì cô có thể mập đến như năm đó của kiếp trước. Cháu biết rồi ạ, bà nội, cháu có ăn nhiều cơm mà. Ngoan ngoãn, nha, đúng rồi, bà nội thiếu chút nữa đã quên rồi, Oản Oản à, đến, bà nội giới thiệu cho cháu cá một người. Lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà dẫn dắt cô đi vào trong phòng. Chương 176, rốt cuộc lại gặp mặt. Bà nội muốn giới thiệu cho cô một người sao? Người có thể để cho lão thái thái cố ý giới thiệu sẽ là ai? Diệp Oản Oản mang theo sắc mặt nghi ngờ đi bên cạnh lão thái thái. Đi qua phòng khách, bước vào bên trong, một bóng người quen thuộc vội vàng không kịp chuẩn bị nhanh chóng đập vào mắt cô. Chỉ thấy đứng trước mấy bụi mẫu đơn chân quý là một bóng người cao gầy tinh tế. Nữ tử có mái tóc quăn màu nâu, với áo khoác nhẹ màu nâu nhạt, tướng mạo cũng không quá kinh diễm, lại đoan trang rộng rãi, khí chất trầm ổn, lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên lộ ra vẻ cao quý ưu nhã, dáng vẻ này chỉ có được từ Uẩn Thế Gia mới có thể hun đúc mà ra, người này vừa có vẻ đoan trang ưu nhã của phụ nữ đồng thời khí chất ác liệt cũng không thua nam tử. Đây chính là đệ nhất danh viện đế đô Tần Nhược Hy. Sống lại lâu như vậy, rốt cuộc cô lại lần nữa gặp mặt cô ấy rồi. Thấy rõ người kia trong nháy mắt, con người của Diệp Oản Oản chợt co rúm lại, ánh nhìn của cô như nhìn thấy khắc tinh có thể làm cho cô nhất thời bày ra tất cả cảnh giác cùng phòng bị. Oản Oản, đây là cháu gái của bà, Tần Nhược Hy, cũng là bạn tốt của tiểu cửu. Lão thái thái hướng cô giới thiệu, trong giọng nói rõ ràng khó nén được niềm kiêu ngạo cùng tự hào. Cho đến khi lão phu nhân mở miệng, đại não của Diệp Oản Oản thoáng làm lạnh thêm vài phần, vô số ký ức tới dồn dập. Ông nội đã qua đời của Tư Dạ Hàn có một người huynh đệ kết nghĩa. Tên là Tần Bình Tùng, Tần Nhược Hy là cháu gái của Tần Bình Tùng. Thân phận của Tần Nhược Hy không chỉ dùng một câu hời hợt, bạn của tiểu cửu, trong miệng lão thái thái là có thể nói hết được. Cô ấy là trợ thủ đắc lực của Tư Dạ Hàn, địa vị bên cạnh Tư Dạ Hàn không người nào có thể thay thế. Vô luận là ở công ty, gia tộc hay là thế lực trong bóng tối, Tần Nhược Hy đều có uy vọng cực cao, cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người đều là đương thời chủ mẫu tương lai. Nhưng kiếp trước người Tư Dạ Hàn cưới lại là chính cô mà không phải cô ấy. Nam nhân như Tư Dạ Hàn, mặc dù đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng cũng ôn nhu cho nên lực sát thương đối với nữ nhân cũng là khó mà lường được, nhất là khi hắn không để ý sự phản đối của tất cả mọi người muốn cưới cô, cho cô thân phận Tư Thái Thái, cô không phải là không có dao động qua. Kiếp trước, cô đã từng nghĩ, nếu không sửa đổi được, vậy liền thỏa hiệp cùng tiếp nhận đi. Nhưng trên thực tế lại để cho cô một lần lại một lần mất hết ý chí. Lấy đạo hạnh của Tần Nhược Hy, không có khả năng trực tiếp xuống tay với cô, dù sao nếu dùng loại phương thức cấp thấp này thì sẽ chọc Tư Dạ Hàn không thích, Nhược Hy chỉ cần nói mấy câu thì sẽ có vô số người thay thế cô ấy ra tay. Lưu Ảnh chính là ví dụ tốt nhất. Huống chi, sự tồn tại của người nữ nhân này cũng đủ để đem cô nghiền thành bụi trần, xóa bỏ tất cả ánh sáng của cô. Đối với một người mà nói, đáng sợ nhất không phải là hành hạ trên thân thể mà là tinh thần. Nếu như nói Tư Dạ Hàn đoạt đi tự do của cô thì nữ nhân này chính là tự mình hủy diệt nhân cách của cô,
để cho cô dù có chiếm được vị trí quang minh chính đại tư thái thái, nhưng vẫn là sống như một con chim hoàng yến, không có một người nào có tư tưởng nhớ đến. Diệp Oản Oản đáy mắt mãnh liệt sóng ngầm nhanh chóng bị đè xuống, thái độ tự nhiên lên tiếng chào hỏi, Tần tiểu thư khỏe không? Tần Nhược Hy khóe môi cong lên một mỉm cười vừa đúng tiêu chuẩn nói, gọi ta là Nhược Hy đi, nguyên lai ngươi chính là người mà bà nội trước đây một mực đề cập với ta Oản Oản, thật giống như bà nội miêu tả thật là đẹp mắt, A Cửu thật có phúc. Lần đầu gặp mặt, đây là một chút lễ ra mắt. Tiếp đó, liền có người giúp việc bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo cái đi tới. Sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là một bộ vòng tay bằng phỉ thúy, óng ánh trong suốt, thủy đầu 10 phần, tràn đầy sắc thủy tinh phỉ thúy, chỉ riêng một cái trước mắt này giá thị trường hiện tại khoảng 8 triệu, tương lai giá trị tăng lên là điều có thể khẳng định được. Biết rõ cô là bạn gái của Tư Dạ Hàn, thậm chí Tư Dạ Hàn đã mang cô gặp qua bà nội, cái này có ý vị như thế nào, Tần Nhược Hy không có khả năng không biết. Thế mà thái độ của cô ta từ đầu tới cuối không có một phần một chút nào ghen tị cùng bất mãn. Đây mới thực sự là khí độ của vợ cả trong truyền thuyết đây. Chương 177, ôm chặt bắp đùi vàng. Cảm ơn Nhược Hy tỷ tỷ, vòng tay rất đẹp. Diệp Oản Oản khép lại nắp hộp lại, làm bộ như không có cảm giác lạ nào. Cô thích thì tốt rồi. Tần Nhược Hy cùng với cô chào hỏi bắt chuyện xong, liền chuyển hướng Tư Dạ Hàn. Thời điểm nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thái độ của Nhược Hy lúc đầu xa cách khách khí nhất thời thân mật lên không ít, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. A Cửu, chuyện bên kia đã làm xong, tình huống cụ thể buổi tối em nói tỉ mỉ với anh nha. Khổ cực cho em rồi. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà thu hồi ánh mắt trên người của Diệp Oản Oản. Trong lúc anh mới nhìn đến Tần Nhược Hy một chớp mắt kia, biểu tình của Diệp Oản Oản rất không tầm thường. Thật cảm thấy em khổ cực nhưng chỉ nói ngoài miệng một chút thì làm được gì chứ? Tần Nhược Hy nhíu mày. Tư Dạ Hàn hướng Hứa Dịch nhìn một cái, Hứa Dịch lập tức xuất ra đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, là một vò rượu ngon. Tần Nhược Hy thấy nhất thời vẻ mặt mừng rỡ, thất ca cất chúc Diệp Thanh. Lần trước em muốn cầm một quyển sách y học cổ không xuất bản nữa đổi với hắn, hắn cũng không chịu. Anh làm sao có thể lấy được a? Hứa Dịch làm đó. Anh lại khi dễ Hứa Dịch sao lại luôn sai bảo hắn làm những việc khó như lên trời vậy chứ? Diệp Oản Oản lẳng lặng đứng ở một bên Tư Dạ Hàn, nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau thật vui, người bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội nào để nhúng tay vào. Lúc này, cửa truyền tới thanh âm hưng phấn của Lưu Ảnh, Nhược Hy tiểu thư. Cô trở về lúc nào thế? Lưu Ảnh vừa nhìn thấy Tần Nhược Hy như thấy được người đáng tin cậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tần Nhược Hy cười nói, vừa tới thôi, nghe nói anh gần đây mới học được một bộ quyền pháp mới. Theo tôi đi luyện một chút được không? Được, Lưu Ảnh lập tức gật đầu. Cái hầu tử này, trở lại một cái liền tìm người đánh nhau, một chút bộ dạng của nữ hài tử cũng không có. Lão thái thái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài sân, bất quá trong giọng nói có sự cưng chiều rõ ràng cho thấy không có bất kỳ trách cứ nào. Đối với nữ nhân mà Tư Dạ Hàn lựa chọn không phải là Tần Nhược Hy, mà là cô một tiểu nha đầu không biết từ đầu xuất hiện, lão thái thái chắc là thất vọng đi. Chẳng qua là giàu gì cũng có một người, bất kể là ai, có được hay không, dù sao cũng tốt hơn việc Tư Dạ Hàn độc thân nhiều năm không gần nữ sắc. Lão thái thái nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Diệp Oản Oản theo Tư Dạ Hàn ngồi xuống bên bàn gỗ bên giàn trồng hoa. Giờ phút này Tần Nhược Hy bỏ đi áo khoác trên người, đang cùng Lưu Ảnh so chiêu. Diệp Oản Oản không xương tự đắc ngồi ở trên ghế mây, lẳng lặng nhìn hai bóng người đang tùy ý tiêu sái kia. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhược Hy ở trong phòng cho cô thấy vẻ phong khinh vân đạm thì giờ lại cho cô một vẻ uy phong lẫm liệt mà gió thổi không hạ. Dù cô có theo Tư Dạ Hàn thì sao chứ, đến cả lão thái thái, Hứa Dịch, Lưu Ảnh, không có một ai ở đây tuyên thệ chủ quyền của cô, như đang muốn nói cho cô biết bên cạnh Tư Dạ Hàn, căn bản cũng không có vị trí của cô. Trong thế giới của Tư Dạ Hàn, cô cho tới bây giờ đều là một thân một mình, tứ cố vô thân. Kiếp trước chính là như vậy, Tần Nhược Hy nhìn như không có làm bất kỳ chuyện gì thực chất tổn thương cô nhưng lại một chút xíu nữa cô lập cô đến cơ hồ nổi điên. Bất quá, cũng do chính cô quá ngu xuẩn. Coi như Tần Nhược Hy thu mua tất cả mọi người bên cạnh Tư Dạ Hàn thì thế nào, cô chỉ cần bắt một người, liền có thể đứng ở thế bất bại nha. Diệp Oản Oản suy nghĩ trong đầu, nhìn về phía người bên cạnh phảng phất đang chiếu lấp lánh như bắp đùi vàng, Tư Dạ Hàn, em muốn ăn hạt dưa tương đương. Tư Dạ Hàn mới vừa phát hiện có một khí tức thoáng qua trong chớp mắt trên người cô không đúng, chẳng qua là anh còn chưa kịp bắt liền biến mất.
anh hình như đang có điều suy nghĩ đánh giá cô, lại nhìn thấy nữ hài đột nhiên ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm lên, còn mang theo nụ cười ngọt ngào làm nũng với anh, làm cho anh cảm thấy phảng phất mới vừa rồi trong một chớp mắt kia chỉ là ảo giác của anh. Diệp Oản Oản quơ quơ cánh tay anh, gần đây bài tập rất nhiều, tay em bị đau, giúp em bóp mà tương đương tương đương tương đương. Chương 178, cầu đầu này. Người luyện võ thính lực cũng không tệ, dù đang cùng Tần Nhược Hy đối chiêu nhưng Lưu Ảnh cũng nghe được Diệp Oản Oản mới vừa nói cái gì một cách rõ ràng. Động tác của hắn nhất thời rối loạn một cái, thật không dễ dàng nhịn xuống tức giận lúc nãy rốt cuộc lại không thể nhịn được nữa nói, càn rỡ. Sao cô ta lại dám để cho ông chủ làm loại chuyện này chứ? Tần Nhược Hy ung dung thản nhiên mà ra chiêu ngăn cản hắn, Lưu Ảnh, đừng xúc động quá như vậy chứ. Lưu Ảnh tức giận, Nhược Hy tiểu thư, ngay cả tiểu thư cũng muốn ngăn tôi sao? Hôm nay tôi đã nhẫn đủ rồi, chẳng lẽ ngài không có chút nào tức giận sao? Tần Nhược Hy ánh mắt phong khinh vân đạm nhìn xéo qua hướng cách đó không xa một cái, A Cửu có thân phận địa vị như vậy, bên người có mấy người nữ nhân là việc không thể bình thường hơn. Nhưng là nữ nhân này không giống nhau, Lưu Ảnh lo lắng cãi lại. Tần Nhược Hy nghe vậy, sắc mặt hơi rét, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, có cái gì không giống nhau? Lưu Ảnh, người nhớ cho rõ ràng, cô ta cũng không có gì bất đồng, không cần như thế để ý. Lưu Ảnh vốn còn muốn nói chuyện nữa nhưng vẫn còn không lên tiếng phản bác nữa, chẳng qua là trong lòng căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Cô ta thế nào lại có thể cùng một dạng được chứ? Ông chủ lại thực sự bóc hạt dưa cho cô ta, lột 78 hạt. Đôi tay của ông chủ kia phiên vân phúc vũ, tại sao có thể dùng để bóc hạt dưa? Quan trọng nhất là bên cạnh ông chủ chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng nữ nhân này cái gì cũng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện lại có thể tồn tại bên cạnh ông chủ suốt 2 năm. Ban đầu hắn cũng không có đem nữ nhân này coi ra gì, chỉ xem là ông chủ hắn nhất thời nổi hứng muốn nuôi như đồ chơi. Ai ngờ ông chủ lại đem cô ta dẫn tới trước mặt của lão phu nhân. Để có tư cách cho ông chủ dẫn đến trước mặt lão phu nhân người đó chỉ có thể là đương thời chủ mẫu tương lai của Tư gia. Ông chủ mang loại nữ nhân này tới gặp lão phu nhân là có ý gì? Bên này Lưu Ảnh đã sắp muốn tức điên, bên kia, Diệp Oản Oản đang dương mắt nhìn Tư Dạ Hàn cầm từng hạt một mà giúp cô bóc hạt dưa. Cái ngón tay thon dài kia dùng sức, một cái chớp mắt bóc một viên, nhân bên trong của hạt dưa đầy đặn rơi vào cái đổ sứ trắng kia đắt tiền lịch sự tao nhã kia, càng lúc càng nhiều, nhìn qua thật sự là quá, mê người. Không có cách nào lão thiên có lúc chính là không công bằng như vậy. Có mấy người chỉ bóc hạt dưa thôi cũng có thể làm điên đảo chúng sinh. Mặc dù là vì nhu cầu sinh tồn mới không thể không ôm bắp đùi anh, bất quá Diệp Oản Oản cảm giác mình vẫn là có sự hưởng thụ được. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng thăng bằng không ít. Cảm nhận được bên người mình có một ánh mắt một mực rơi ở trên người mình, động tác trên tay của Tư Dạ Hàn hơi ngừng, ngước mắt hướng nữ hài nhìn một cái, sau đó, ánh mắt của anh liền đối mặt với một nữ hài đang có ánh nhìn vô cùng nóng bỏng. Con người của cô trong suốt vô cùng sáng ngời lóe lên, chữ đầy mặt đều viết cầu đầu này. Vô vô, ta cũng chả biết là nghĩa gì, nhưng dịch Google thì là tìm kiếm thức ăn. Còn theo ta dịch bằng so sánh nghĩa của ba chữ thì là cầu đút ăn. Quen biết lâu như vậy anh đã thấy qua không biết bao nhiêu bộ dáng từ sợ hãi, lạnh nhạt, căm ghét hay né tránh anh của cô. Nữ hài thời khắc này vẻ mặt quá sống động, quá sinh động, cũng quá mê hoặc người ta. Diệp Oản Oản vốn là đang nhìn chằm chằm tay Tư Dạ Hàn bóc hạt dưa, kết quả phát hiện Tư Dạ Hàn đột nhiên bất động, vì vậy mang theo bất mãn ngẩng đầu lên. Làm sao không lột nha, từng đó còn không đủ ăn đâu. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng người, nam nhân đang phủ lên đôi môi nhỏ bé của cô, mang theo hơi lạnh, chậm rãi rơi vào trên môi của cô. Con người của Diệp Oản Oản trong nháy mắt phóng đại, nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, âm thanh khàn khàn của anh dù đang dán môi của cô vang lên, ai cho phép em, dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Diệp Oản Oản, cô thì thế nào chứ? Cô chính là muốn ăn cái hạt dưa mà thôi nha. Chương 179, vì sắc mà mê. Một giây kế tiếp, cách đó không xa truyền tới một tiếng, phanh, vang thật lớn. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua thấy rõ, bên cạnh Lưu Ảnh vách tường hở ra từng đạo khe hở. Thanh niên gắt gao siết quả đấm, hướng phương hướng của Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, sau đó không để ý Tần Nhược Hy lo lắng hỏi thăm, quay đầu liền đi. À, bị tức giận bỏ đi rồi sao? Diệp Oản Oản,
Thật ra thì mới vừa rồi, cô thật lòng chỉ là muốn ăn hạt dưa mà thôi. Như đã nói qua, cho dù tận mắt thấy hình ảnh thân mật của cô và Tư Dạ Hàn, nhưng Nhược Hy lại có thể ung dung thản nhiên, còn đi khuyên giải an ủi Lưu Ảnh, vì vậy cũng khó trách Tần Nhược Hy có thể lăn lộn đến vị trí này. Như vậy nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, còn không có chút tính tình ghen tuông của nữ nhân, quả thực chính là một người hoàn mỹ. Ngay cả cô cũng đều cảm thấy Tư Dạ Hàn có phải ánh mắt có vấn đề hay không, chứ đừng nói đến tâm phúc cùng người tùy tùng của anh nữa. Cho đến khi trên môi đột nhiên đau xót, suy nghĩ đang bay xa của Diệp Oản Oản lúc này mới thu hồi lại, a. Đang suy nghĩ gì vậy? Phát hiện cô phân tâm, giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo tia bất mãn. Cái này còn cần phải hỏi sao? Tiểu Lưu Ảnh nhà anh giận đến mức tường đều bị hủy đi rồi anh không thấy được sao? Diệp Oản Oản thầm than trong lòng một tiếng, sau đó thầm nói, đang suy nghĩ ánh mắt chọn lựa nữ nhân của anh có phải là có chút vấn đề hay không? Hai con người của Tư Dạ Hàn híp lại, mở miệng nói, em nói một chút, nơi nào có vấn đề? Diệp Oản Oản do dự trong chốc lát, sau đó lấy can đảm mở miệng, tại sao anh không chọn một nữ nhân nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại chọn một người mị hoặc triều cương, đầu độc thánh tâm như kẻ gây họa như em chứ? Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt trầm trầm mà nhìn chằm chằm mặt của nữ hài. Lúc Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn đến trong lòng thật kỹ càng, rốt cuộc nghe được đối phương không nhanh không chậm mở miệng, trả về cho cô bốn chữ, vì sắc mới mê. Diệp Oản Oản nhất thời bị câu trả lời này cho cứng đờ người, khục, cái này dường như không phải là điều mà Minh Quân nên làm chứ. Ai nói ta là Minh Quân? Diệp Oản Oản nhất thời không phản đối nỗi nữa. Cơm tối được dọn lên, Tư Dạ Hàn trước sau như một tích chữ như vàng. Mà Tần Nhược Hy giống như không có gì phát sinh cả, vẫn trò chuyện nói với Lão Thái Thái mấy chuyện lý thú, thỉnh thoảng chọc cho Lão Thái Thái cởi mở cười to. Hiển nhiên Tần Nhược Hy cũng biết rõ tầm quan trọng của Lão Thái Thái. Diệp Oản Oản trong lòng biết rõ, sự yêu thích của Lão Thái Thái đối với cô là do, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chẳng qua chỉ là mặt ngoài, Tần Nhược Hy trở lại một cái, dù cô có ở bên cạnh Lão Thái Thái thì độ hảo cảm cũng hóa thành mây trôi. Đối với lần này cô cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tần Nhược Hy địa vị tại Tư gia ăn sâu bén rễ, không phải là cô một sớm một chiều liền có thể dao động. Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản Oản móc ra bài thi, nằm ở trên bàn sách bắt đầu làm bài tập. Trong tay Tư Dạ Hàn có một chồng tài liệu, ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon liếc nhìn. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Nhược Hy đi vào, xem bộ dáng là tới báo cáo công việc. A Cửu, sự tình ở thành, Tần Nhược Hy vừa nói lại hướng Diệp Oản Oản đang làm bài tập nhìn một cái. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện cơ mật như vậy, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là hẳn là nên tránh đi. Diệp Oản Oản đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, nâng lên con ngươi. Nhìn Tần Nhược Hy một cái rồi nói, ngồi xuống đi. Anh hoàn toàn không có đề cập đến chuyện cần để cho Diệp Oản Oản rời đi. Diệp Oản Oản lặng lẽ tò mò ngẩng đầu lên, hướng hai người đối diện nhìn một cái, tâm có chút hoảng hoảng. Thật ra thì, cô thực sự hy vọng Tư Dạ Hàn có thể để cho mình tránh đi a, cô không có chút nào muốn biết những thứ chuyện cơ mật kia. Chương 180, điệu bộ của hôn quân. Mọi chuyện giống như kiếp trước của cô. Tư Dạ Hàn vô luận chuyện gì cũng chưa bao giờ cấm kỵ cô. Sự tình cực kỳ bí mật đến đâu, dù là phòng ngủ của anh, thư phòng quan trọng hay phòng tối của anh, tất cả đều cứ như vậy không chút kiêng kỵ mở ra ở trước mặt cô. Bất quá cô cũng có thể lý giải, có người nào sẽ phòng bị tiểu miêu tiểu cầu chim tước nhỏ mà chính mình nuôi sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, trầm mặc một cái rồi chớp mắt, cuối cùng cũng không nói gì. Bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn báo cáo chi tiết cụ thể. Trong thư phòng an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh mạch lạc rõ ràng của Tần Nhược Hy, thỉnh thoảng xen lẫn đôi câu vài lời đáp lại của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản cũng không để ý tới nữa hai người kia, bắt đầu làm bài tập của mình. Bài tập số học của cô đều đã chất đống thành núi, không còn có tâm sức đi quản cái khác. Không biết qua bao lâu, trong không khí đột nhiên vang lên, đông, một tiếng. Tần Nhược Hy cùng Tư Dạ Hàn đồng loạt ngẩng đầu lên hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Sau đó liền thấy, trên đầu của Oản Oản, đang cách một tấm bài thi mong mỏng, đập ở trên bàn. Nữ hài vành mắt đỏ hoe, nước mắt lả chả nhìn chằm chằm tờ bài thi số học kia, ánh mắt kia giống như cùng nó có thù giết cha. Chốc lát quỷ dị yên lặng, Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, ra hiệu cho Tần Nhược Hy tạm ngừng,
ngay sau đó đứng dậy, hướng Diệp Oản Oản đi tới. Tư Dạ Hàn đi tới bên người nữ hài đứng lại, một đề kia giải không được sao? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, khổ sở nâng lên cái trán, a. À. Một đề không biết làm sao, Tư Dạ Hàn lặp lại, đồng thời đưa ra ngón tay thon dài, chân mày nhíu chặt mà an ủi săn sóc hướng cái trán có chút hồng của cô. Diệp Oản Oản rụt cổ một cái, phản xạ có điều kiện mà trả lời, a, à, đề thứ nhất, đề thứ hai, thứ ba, đề thứ tư, đề thứ năm, đề thứ sáu đề. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn theo trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc, bôi thuốc trên chỗ sưng đỏ trên trán cô, ngay sau đó bắt đầu giảng giải đề mục cho cô. 10 phút sau, ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn đã chiếu lấp lánh, giống như sau lưng của anh mọc ra một đôi tiểu cánh trắng tinh. Nguyên bản cô chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, kết quả không nghĩ tới những thứ công thức tối tăm khó hiểu cùng vấn đề khó khăn kia theo trong miệng anh sau khi nói ra, nhất thời khó khăn biến thành đơn giản. Trong lúc vô tình, nửa giờ trôi qua. Tần Nhược Hy đang một mực ngồi ở trên ghế salon an tĩnh chờ đợi rốt cuộc mở miệng, a cửu. Tư Dạ Hàn theo trên tờ giấy nháp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Nhược Hy nói, em đi về trước đi. Từ đầu tới cuối đều thờ ơ như bình thường, Tần Nhược Hy nghe được câu này trong con người rốt cuộc hiện lên một tia chấn động, nhưng là sự tình ở sâu thành tối nay nhất định phải. Anh sẽ có chừng mực. Tần Nhược Hy bị đánh gãy câu nói kế tiếp, sắc mặt hơi cương lên, trầm mặc mất mấy giây. Rốt cuộc đứng lên, ừ. Thu thập tài liệu trên bàn uống trà, Tần Nhược Hy mang ra khỏi cửa thư phòng rời đi. Thấy Tần Nhược Hy đi, Diệp Oản Oản mình cũng thật ngoài ý liệu của mình a. Tần Nhược Hy mới vừa nói sự tình khẳng định rất trọng yếu, trên thực tế, sự tình có thể do Tần Nhược Hy phụ trách cũng có chút trọng yếu, nhưng Tư Dạ Hàn bởi vì dạy cô làm bài tập nên loại chuyện này bị rời lại. Đây cũng là, thật có điểm gì đó giống điệu bộ của hôn quân a. Phát hiện cô phân tâm, khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn gật một cái mặt bàn, nghe rõ chưa vậy? A, à, không, không có, có thể lặp lại lần nữa không? Diệp Oản Oản vội vàng tập trung sự chú ý. Liền như vậy đi, không cần quản hắn Tư Dạ Hàn là nghĩ như thế nào, cô đang rầu rĩ bài tập số học phải làm sao bây giờ cơ hội khó mà có được, vì vậy cô nên đuổi chặt nắm lấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 181, ông chủ nhà hắn tuyệt đối không có khả năng háo sắc. Dưới lầu, Lưu Ảnh khoanh tay tựa vào cửa viện, vốn là đang sinh buồn bực, nghe được sau lưng tiếng bước chân quen thuộc, có chút ngoài ý muốn xoay người, Nhược Hy tiểu thư. Cô không phải là đang cùng ông chủ nói chuyện sao, nhanh như vậy liền nói xong rồi. Tần Nhược Hy sắc mặt có chút phức tạp, lắc đầu nói, còn không có, a cửu bận bịu, để cho ta đi về trước. Ông chủ bận bịu, xảy ra chuyện gì? Lưu Ảnh nhất thời khẩn trương truy hỏi, so với sự kiện ở sâu thành kia còn trọng yếu hơn, vậy dĩ nhiên là đại sự. Tần Nhược Hy vội nói, không có gì đâu, ngươi chớ khẩn trương. Chủ nhân đang bận rộn chuyện gì vậy? Mây thế lực còn sót lại ở sâu thành làm loạn mới vừa được quét sạch, tất cả mọi chuyện đều đang loạn một đoàn, mọi việc để đang đợi ông chủ truyền đạt chỉ thị a. Thấy Tần Nhược Hy chậm chạp không nói, Lưu Ảnh sao lại còn có thể không đoán được, nhất thời cả giận nói. Có phải là lại là cái hồ ly tinh đó hay không a? Nhược Hy tiểu thư, bây giờ cô mới biết sao? Ông chủ vì cô ta mà ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều có thể để ở một bên. Còn có hôm nay khi ở trên xe, ông chủ đang xem video hội nghị, kết quả nữ nhân này ngay trước mặt ta cùng Hứa Dịch liền không biết xấu hổ câu dẫn ông chủ. Quan trọng nhất là ông chủ không chỉ không có mắng cô ta, còn vì cô ta mà ngừng hội nghị. Trong đầu hiện lên hình ảnh Tư Dạ Hàn dạy nữ nhân kia làm bài. Đáy mắt Tần Nhược Hy thoáng qua một tia ám mang, a cửu cũng là nam nhân, vị này Diệp tiểu thư lại trẻ tuổi, dáng dấp lại đẹp như vậy, hắn sẽ nhất thời mê mệt cũng là chuyện thường tình thôi, những thứ này đều không quan trọng, là chuyện đại sự thì không thể có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hắn được. Nhược Hy tiểu thư, bây giờ ông chủ đã bị ảnh hưởng rồi đấy. Đã đến loại thời điểm này rồi mà cô còn giúp chủ tử nói chuyện. Lưu Ảnh giận đến mức không thể chịu nổi được nữa. Coi như Tần Nhược Hy nói rất có đạo lý, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào nam nhân phổ thông mà thôi, ông chủ nhà hắn làm sao có thể giống như những thứ phàm phu tục tử háo sắc kia chứ? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Nhược Hy bất đắc dĩ mà liếc nhìn thanh niên bên cạnh, người a, chính là quá dễ dàng xúc động rồi, sau này nhớ lấy không thể như vậy nữa, cẩn thận bị người khác khiêu khích quan hệ trước đây của ngươi và A Cửu, cô ấy còn không đáng cho ngươi phí tâm tư như vậy. Lưu Ảnh sắc mặt không cam lòng nói, ta chỉ là thật sự không nhìn nổi,
nữ nhân kia ngoại trừ gương mặt cái gì cũng không được, ngu xuẩn hết sức tay còn trói gà không chặt, tiếp tục như thế, coi như không gây ra chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ liên lụy ông chủ, cô ta ngay cả một sợi tóc của Nhược Hy tiểu thư cũng không sánh nổi. Tần Nhược Hy hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, Lưu Ảnh, về sau lời như vậy không cho nói nữa, cô ấy bây giờ dù sao cũng là người của A Cửu. Lưu Ảnh mặt đầy âm vụ, cô ta mới không xứng làm người của ông chủ, thứ người như vậy căn bản ngay cả tư cách so sánh cùng ngài cũng không có. Trên lầu, Diệp Oản Oản ngoài ý muốn mở ra khóa kỹ năng mới của Tư Dạ Hàn, sau đó quả thực như nhặt được chí bảo, trong lúc bất chi bất giác cô lại nghe Tư Dạ Hàn giải thêm cho cô một đề bài nữa. Cho đến khi điện thoại của Giang Yên Nhiên gọi tới. Vào lúc này cũng đã gần rạng sáng, theo lý thuyết Giang Yên Nhiên hẳn đã ngủ, làm sao lại vào thời điểm này gọi điện thoại cho cô chứ? Diệp Oản Oản nghi ngờ nhận điện thoại. Kết quả, mới vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại di động liền truyền đến tiếng khóc của Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc mặt, Yên Nhiên, cậu đang khóc, chuyện gì xảy ra? Oản Oản, làm sao bây giờ, tớ đột nhiên phát hiện, tớ thật vô dụng, tại sao đều đã thấy rõ hắn là hạng người gì rồi, vẫn là khó chịu như vậy, tớ thật khó chịu, Giang Yên Nhiên đứt quảng thút thít, giọng nói chuyện nghe cũng say khướt. Diệp Oản Oản lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm nói, cậu uống rượu sao? Cô còn tưởng rằng là Tống Cặn Bã lại gây chuyện. Chương 182, cường đại đến mức có thể địch nổi hắn. Ừ, tớ đã tròn 18 rồi, có thể uống rượu, Giang Yên Nhiên yếu ớt mà nói một câu, tựa hồ là sợ cô trách cứ. Cậu bây giờ ở đâu? Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Bờ hồ. Bên hồ nhỏ ở trường học hả? Ừ. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi nói, cậu đừng uống say quá nếu không cẩn thận ngã vào trong hồ đó. Mau trở lại nhà trọ đi. Cái hài tử thành thật này, cô chỉ thuận miệng nói một câu để cho cô ấy buông lỏng một chút, cô ấy thật đúng là biết nghe lời a. Nhưng là tớ lạc đường rồi. Diệp Oản Oản. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô đang ở trường học của nhà mình mà cũng có thể lạc đường sao? Được rồi, cậu tìm một chỗ đợi tớ đừng di chuyển, tớ sẽ gọi điện thoại để cho người đi qua đón cậu. Diệp Oản Oản dặn dò Giang Yên Nhiên nhiều lần. Sau đó lại gọi điện thoại cho Sở Phong, để cho hắn đi bên hồ nhỏ tìm Giang Yên Nhiên, lúc này mới cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại song song, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, điện thoại của Yên Nhiên, chính là người bạn cùng phòng mới mà em lần trước có đề cập với anh đó. Cô ấy một mình ở trường học uống say không tìm được đường trở về nhà trọ, em phải gọi điện thoại cho một nam sinh bên cạnh trường học để cho hắn đi tìm người. Người nam sinh kia thích Yên Nhiên còn tốt bụng vô cùng nữa. Kiếp trước Tư Dạ Hàn đối với cô mức độ khống chế cơ hồ đã đến độ biến thái, bên người cô xuất hiện bất kỳ kẻ nào đều cũng sẽ điều tra rõ ràng. Coi như cũng có là vì bảo vệ sự an toàn của cô mà xem xét nhưng vẫn làm cho cô cực kỳ chán ghét cùng bài xích. Kiếp trước cô nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng để có thể thoát đi, mà đời này, cô vẫn đang suy nghĩ, nếu như một ngày kia cô cường đại đến mức đủ để bảo vệ chính mình, thậm chí có thể cùng Tư Dạ Hàn đối địch, cô có thể đạt được tự do mà mình muốn hay không? Mặc dù đối với tình huống trước mắt mà nói thì đối với cô vẫn là nói mơ giữa ban ngày. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, cái đó, bất chi bất giác đều đã trễ thế này, em phải trở về, mặc dù ngày mai là cuối tuần, nhưng sáng sớm ngày mai có buổi diễn tập của lớp chúng em còn phải chạy trở về, Yên Nhiên một mình tại nhà trọ em cũng không yên tâm, anh nhanh chóng cùng Nhược Hy tiểu thư nói chuyện chính sự đi. Mặc dù biểu tình của Tư Dạ Hàn vẫn là trước sau như một mặt không biểu tình cũng không nói gì. Nhưng cũng đủ để Diệp Oản Oản cảm giác được giờ phút này anh rất mất hứng. Hiện tại cô đã sâu sắc cảm nhận được tâm tư của Tư Dạ Hàn quả thật so với nữ nhân còn khó đoán hơn. Trước kia cô gây chuyện nghịch ngợm lại nhiều lần cố ý chọc tức Lưu Ảnh anh không có sinh khí, bây giờ lúc cô hiền huệ hiểu chuyện lại quan tâm, anh ngược lại mất hứng. Đây là đạo lý gì a? Cũng may cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn đồng ý để cho Hứa Dịch đưa cô trở về. Bởi vì đã rất khuya. Lão Thái Thái đã đi ngủ rồi nên Diệp Oản Oản liền không đi quấy rầy, chỉ cùng lão quản gia nói một tiếng. Trong phòng khách, Tần Nhược Hy một mực vẫn còn chờ đợi chưa có đi ngủ, thấy Diệp Oản Oản đi xuống lầu cùng chính mình cáo biệt, có chút ngoài ý muốn nói, Diệp tiểu thư phải đi rồi sao? Đã trễ thế này, làm sao không trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi mà lại rời đi chứ? Lưu Ảnh đang đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, cô ta làm sao có tư cách lại lai tại nhà cũ chứ? Lời nói của Lưu Ảnh mới nói đến một nửa, liền bị một đạo tầm mắt trong trẻo lạnh lùng bức lui, trong nháy mắt cấm khẩu.
Anh nhìn Lưu Ảnh nhàn nhạt một cái nhìn đó phảng phất mang theo uy lực áp bức ngập đầu to lớn, giống như một tòa núi lớn Aoyama nặng nề chợt đè xuống. Lưu Ảnh vùi đầu thật thấp, phía sau trong nháy mắt xuất ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng sợ hãi đi qua bực tức lại lớn hơn. Sau khi Diệp Oản Oản cùng Hứa Dịch rời đi, Tư Dạ Hàn hướng Lưu Ảnh nhìn qua nói, Lưu Ảnh, người theo ta tới đây. Lưu Ảnh siết quả đấm, vâng. Tần Nhược Hy nhất thời lo âu hướng chủ tớ hai người nhìn qua nói, A Cửu, anh cũng đừng trách Lưu Ảnh, hắn không phải là cố ý, anh cũng biết tính tình chính trực của hắn rồi a. Nhược Hy tiểu thư, cô không cần thay tôi nói chuyện đâu. Lưu Ảnh nói xong liền đi theo Tư Dạ Hàn tiến vào thư phòng. Chương 183, tuyệt thế vô song. Bên trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Nam nhân ngồi ở trên ghế hoàng hoa rộng lớn, lặng lặng nhìn lấy Lưu Ảnh đang đứng thẳng tắp ở trong phòng khách. Trên mặt người thanh niên đó tràn đầy quật cường cùng vẻ không cam lòng, giống như dã tính khó thuần của lũ sói con, muốn thuần phục được người như vậy, chỉ có một phương pháp, đó chính là phải mạnh hơn hắn. Nếu không hắn coi như là dù có chết cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Không biết qua bao lâu, nam nhân ngồi trên ghế rốt cuộc cũng mở miệng, người đối với ánh mắt chọn nữ nhân của ta có ý kiến sao? Lưu Ảnh nghe nói như vậy nhất thời trợn to hai mắt, hắn đương nhiên là có. Không dám. Thanh niên buồn bực mở miệng nói. Không dám, nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo chèn ép. Thanh niên cắn răng, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không có thể chịu nữa nói ra, thuộc hạ quả thật có ý kiến. Ông chủ, thuộc hạ không hiểu, tại sao người lại chọn Diệp Oản Oản làm nữ nhân của mình kia chứ? Vậy ngươi cho là, ta nên chọn như thế nào? Tư Dạ Hàn hỏi ngược lại. Lưu Ảnh không chút do dự trả lời, dĩ nhiên là nội ngoại kiêm tu, văn võ song toàn, đủ để xứng đôi cùng ngài. Tại sao ngài lại có thể chọn một người thời khắc nào cũng yêu cầu ngài bảo vệ, là phế vật lúc nào cũng có thể liên lụy ngài? Thuộc hạ tuyệt đối không tin ngài cùng những nam nhân thế tục kia cùng một dạng, chỉ là bởi vì coi trọng bề ngoài của nữ nhân kia. Đi theo bên cạnh ông chủ lâu như vậy, hắn biết rõ ánh mắt của ông chủ có bao nhiêu hà khắc, người bên cạnh cho là anh là không gần nữ sắc, chẳng qua chỉ là bởi vì nữ nhân bình thường căn bản là không lọt nổi mắt xanh của anh cùng nữ nhân đó không phải là người của một thế giới. Huống chi là làm bạn lữ cả đời. Nội ngoại kiêm tu, văn võ song toàn, Tư Dạ Hàn hơi dừng một chút, nhìn về phía thanh niên nói, ý của ngươi là ta hẳn là nên cưới ngươi cùng Hứa Dịch. Lưu Ảnh. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đại não Lưu Ảnh như đóng băng, cả người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, sau đó lỗ tai đỏ lan đến cả cổ, kích động cãi lại nói, sao, làm sao có thể chứ? Ý của thuộc hạ rõ ràng là... Mặc dù hắn và Hứa Dịch một người chủ ngoại một người chủ nội, một người võ một người văn, ở chung một chỗ thật là phù hợp điều kiện mà ông chủ của hắn nói ra, nhưng ông chủ à, tại sao ngài có thể có loại ý tứ này chứ? Ông chủ hắn rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm. Ai nói cho ngươi biết, bạn lữ của ta chỉ cần 8 chữ là đủ chứ? Tư Dạ Hàn sâu kín mở miệng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thêm chút miệt thị chúng sinh. Lưu Ảnh nhất thời nghiêm túc thỉnh giáo, vậy chủ nhân người cho rằng là phải làm thế nào? Hắn chưa từng nghe ông chủ nhà mình chính miệng nhắc qua tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của mình, dĩ nhiên là rất muốn biết. Lưu Ảnh nín thở đưa mắt nhìn chờ đợi người đối diện mình trả lời. Sau một lúc lâu, trong không khí tĩnh lặng, vang lên thanh âm khàn khàn của nam nhân, tuyệt thế vô song. Lưu Ảnh. Hắn biết ông chủ mình luôn đặt ra yêu cầu rất cao, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại cao như vậy. Tuyệt thế vô song, là khái niệm gì? Chỉ là văn võ song toàn thôi làm sao có thể đủ, cái kia phải ghi lập siêu phàm toàn năng đi. Sau khi khiếp sợ hắn sâu không còn lời nào để nói nữa. Ông chủ ngài là nghiêm túc sao? Cô gái đó ngay cả con gà cũng không dám giết, việc học ở trường cấp 3 đều không hoàn thành được, ông chủ còn cho là tuyệt thế vô song. Cho dù là Nhược Hy tiểu thư, cũng không kham nổi 4 chữ này. Hứa Dịch đưa người về trường xong lúc trở lại liền nhìn thấy Lưu Ảnh đỉnh đầu như có mây đen đứng ở dưới chân tường, bất đắc dĩ thở dài đi tới, bị mắng rồi chứ gì. Hứa Dịch, người biết tiêu chuẩn chọn bạn lữ của ông chủ là cái gì không? Đột nhiên ánh mắt của Lưu Ảnh sâu kín dòm Hứa Dịch hỏi một câu. Hứa Dịch ngẩn người, không biết, khẳng định là rất biến thái đi. Lưu Ảnh, mới vừa rồi ông chủ nói cho ta biết, hắn nói 4 chữ. 4 chữ gì vậy? Hứa Dịch nhất thời cũng hứng thú. Tuyệt, thế, vô, song. Lưu Ảnh mở miệng nói từng chữ một. Hứa Dịch, ây. Cái nữ nhân đó vừa ngu xuẩn vừa yếu có chỗ nào gánh nổi 4 chữ này chứ?
Lưu Ảnh vừa tức giận vừa nói. Hứa Dịch lúng túng lau mồ hôi, chuyện này, đại khái là bởi vì, trong mắt mình người tình biến thành Tây Thi đi. Chương 184, trở lại 100 lần. Bên hồ nhỏ của trường học. Cô không có chờ được Sở Phong trả lời điện thoại của cô, Diệp Oản Oản liền chính mình tìm tới. Vừa tới gần bờ hồ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh tranh chấp. Yên Nhiên, anh thực sự biết lỗi rồi, anh thề về sau nhất định thật tốt đối với em, nếu em muốn chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn đi. Cút, tôi đã nói rồi, anh đừng có lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Chán ghét. Yên Nhiên, em có dám xem lại lương tâm của mình nói em cùng tiểu tử thúi này tiếp xúc với nhau không phải là vì kích thích anh sao? Em dám nói em không có chút nào yêu thích anh nữa sao? Tôi. Yên Nhiên, đừng có lại lừa gạt bản thân mình. Cần gì phải vì trả thù anh liền cùng một người mà chính mình không thích ở chung một chỗ. Em căn bản cũng không thích hắn, người em yêu thích là anh A. Thấy Tống Tử Hàng một mực quấn lấy Giang Yên Nhiên không thả, trên mặt Giang Yên Nhiên nhuộm lấy men say hoảng hốt lại thêm mệt mỏi, bên người cô Sở Phong gắt gao siết quả đấm trợn mắt nhìn Tống Tử Hàng đứng ở đối diện, bởi vì giờ khắc này chính mình không có lập trường cũng không có tư cách, một câu phản bác đều không nói được. Nhìn thấy Sở Phong nói không ra lời, Tống Tử Hàng càng đắc ý, tôi cùng với Yên Nhiên từ nhỏ đã nhận biết, Yên Nhiên yêu thích tôi 18 năm. Ngươi là cái thá gì? Yên Nhiên sao lại vừa ý loại công tử bột như ngươi chứ? Đừng có nằm mơ. Diệp Oản Oản nhìn ba người cách đó không xa, nhẹ thở dài. Giang Yên Nhiên vẫn là quá mềm lòng, da mặt cũng quá mỏng, nào giống Tống Tử Hàng không biết xấu hổ, có thể nói là Giang Yên Nhiên vẫn nhớ tình cũ là người trọng tình thành đối với hắn dư tình chưa dứt. Mà với tính tình của Giang Yên Nhiên, coi như là giờ phút này đối với Sở Phong đã có chút hảo cảm cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn hai phía, nhìn dưới chân nhặt lên một hòn đá nhỏ, trong bàn tay tung một cái, sau đó, dùng sức hướng bắp chân của Sở Phong bắn tới. À, Sở Phong đang thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, kết quả bắp chân của mình đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, nhất thời chật vật lảo đảo một cái. Sở Phong, Giang Yên Nhiên thấy vậy đột nhiên tỉnh hồn lại, nhanh chóng vào tới bên cạnh Sở Phong, anh có chuyện gì sao? Yên Nhiên, anh không sao. Tống Tử Hàng. Anh chớ quá mức, Giang Yên Nhiên lửa giận trong nháy mắt đốt lên. Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt, anh thế nào? Anh không hề làm gì cả. Tiểu tử này là giả bộ. Anh còn ngụy biện. Ban đêm ánh sáng tối tăm nơi này chỉ có ba người bọn họ, Tống Tử Hàng ỷ vào bản thân mình có chút thân thủ liền khi dễ người khác, không phải là hắn còn có thể là ai. Ai nói tôi là vì kích thích anh, ai nói tôi còn thích anh, ai nói tôi không thích hắn. Giang Yên Nhiên nói xong. Đột nhiên kéo cổ của Sở Phong xuống, hướng về phía môi của hắn, hôn xuống. Nhìn thấy rõ rồi chứ? Thấy Giang Yên Nhiên lại ở ngay trước mặt mình hôn Sở Phong, sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời thoáng cái xanh mét, Giang Yên Nhiên. Cô! Về phần Sở Phong, cả người như biến thành một chiếc xe lửa hơi nước, đã sắp muốn sôi trào đến mức có thể mở ra tổ quốc biên cương sông về thế giới. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chân, thật, đau. Là vị nào thần tiên tỷ tỷ đập ta, mời trở lại 100 lần nữa a. Diệp Oản Oản ngáp một cái, không lại tiếp tục phây xem, lặng yên không một tiếng động xoay người trở về nhà trọ. Cô biết Giang Yên Nhiên là không có khả năng quay lại với Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng bây giờ coi cô ấy là cái phao cứu mạng duy nhất, nhất định phải dây dưa với cô ấy đến cùng không thả, lấy tình tính mềm mỏng đó của Yên Nhiên, nếu không buộc cô ấy cường thế một chút, còn không biết phải bị dây dưa bao lâu. Vô luận như thế nào, Giang Yên Nhiên bên này cuối cùng cũng quyết định được, cô cũng coi là hiểu rõ một chuyện. Chương 185, tớ đang chờ cậu. Diệp Oản Oản đang trên đường trở về nhà trọ, lúc đi ngang qua rừng cây nhỏ, trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng người, làm cô bị dọa sợ đến gần chết. Phản ứng đầu tiên của cô là sờ mặt của mình, cũng còn may là lần này cô rất cẩn thận, cho dù đã hơn nửa đêm, vì không muốn phát sinh chuyện giống như Lăng Đông lần trước. Cho nên trên đường trở về cô đã ở trên xe trang điểm lại đủ để cho cô có thể trực tiếp đi đến hiện trường phim ma báo danh, tuyệt đối bảo đảm người gặp người sợ. Người đối diện kia khi phát hiện ra cô, rõ ràng so với cô càng kinh ngạc hơn. Cô rõ ràng nghe được âm thanh đối phương hít khí lạnh. Đi về phía trước mấy bước, ở dưới ánh đèn đường đi tới, Diệp Oản Oản thấy rõ mặt của đối phương. Tư Hạ, người này hơn nửa đêm không ngủ ở chỗ này làm gì? Từ lần sử dụng đại chiêu đó, người này yên phận không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm chính hắn dường như cũng rất bận rộn,
mấy ngày nay bọn họ ngay cả đều không nói qua vài lời, cho nên cô đều sắp đem quả bom siêu cấp lớn này quên luôn rồi. Cậu làm sao đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu. Đối phương hít sâu một hơi, chậm lại, kiên cường ngẩng đầu từ mặt đất nhìn lên mặt của cô, mở miệng nói, tớ mới đi làm về, mới vừa tan việc. Ây, Diệp Oản Oản nghe vậy kinh ngạc. Hắn chính là tiểu thiếu gia của Tư gia a, cuối tuần lại còn đi ra ngoài đi làm. Cậu đây là muốn thể nghiệm xã hội sao? Diệp Oản Oản hỏi. Thiếu niên đối diện nhìn lấy cô cười một tiếng, cậu cảm thấy tớ rất có tiền sao? Chẳng lẽ không phải? Diệp Oản Oản bật thốt lên. Cho dù mọi người cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng nhìn điệu bộ bình thường của hắn cùng chi phí ăn mặc cũng biết xuất thân của hắn không giàu thì sang a. Gia thế của tớ quả thật không tệ, Tư Hạ mở miệng. Đùa, nào chỉ là không tệ. Bất quá những thứ kia đều không có quan hệ gì với tớ, trong tay cha tớ không thực quyền, tớ bất quá cũng là có danh tiếng êm tai mà thôi, hết thảy mọi thứ của tớ đều bị người khác an bài rồi. A, à, tốt, vừa ra hào phú cũng có ân oán a. À. Có thể để cho cô không biết có chút nào có được hay không? Lời nói của Tư Hạ, cô không phân được thiệt giả, nhưng cẩn thận đắn đo mà nói, tính chân thực ngược lại rất lớn. Cha của Tư Hạ nào chỉ là không thực quyền a, chính là phế vật nổi danh, tại Tư gia ăn no chờ chết mà thôi. Về phần Tư Hạ, trong vòng thượng lưu này thì danh tiếng của hắn thật ra cũng không tốt lắm, ba ngày hai đầu đánh nhau đua xe gây chuyện, nổi danh là con nhà giàu, Tư Hạ năm ngoái mới chuyển tới Thanh Hòa, cũng là bởi vì trường học trước đây quản lý quá lỏng nên mới bị cưỡng chế đưa đến nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ lại trước một màn xảy ra ngoài ý muốn ở Cẩm Viên kia. Lúc đó, nam nhân máu me khắp người nói, Tư Dạ Hàn có mấy huynh đệ cơ hồ tất cả đều là chết ở trong tay của hắn, mà cha của Tư Hạ nhưng vẫn không việc gì, Tư Hạ cũng còn có thể treo danh tiếng tiểu thiếu gia, phỏng chừng là bởi vì phụ thân hắn không có bị uy hiếp. Oản Oản, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm lẩm bẩm kéo dài của hắn. À, cái gì? Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại. Cậu trễ như vậy không ngủ, là đang chờ tớ sao? Thiếu niên yếu ớt mở miệng. Ánh mắt phản chiếu cành lá đang lúc lọt xuống ánh trăng, trong đêm tối giống như mê hoặc lòng người yêu tinh. Diệp Oản Oản, mới ngừng được mấy ngày a, lại CMN đến rồi. Là chê mệnh cô quá dài sao? Diệp Oản Oản cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải có phương pháp để cô một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sau khi hít một hơi dài thật sâu, Diệp Oản Oản cố tự chấn định xuống, sau đó, không nhanh không chậm mở miệng nói, ừ, đúng vậy, tớ đang chờ cậu. Con người của thiếu niên nhất thời sáng lên một cái, mang theo mấy phần hoài nghi không cách nào tin được, thực sự. Chương 186, không có thời gian cùng cậu chơi game đâu. Diệp Oản Oản vẻ mặt chân thành, không có chút nào làm bộ làm tịch cả, dĩ nhiên. Tớ biết cậu đi làm công, cố ý ở nơi này chờ cậu trở về. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản sắc mặt thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Khẩn trương bắt đầu vặn tay nói, cái đó, Tư Hạ đồng học, thật ra thì tớ đã thích cậu rất lâu rồi. Tư Hạ sắc mặt sững sờ, đoán chừng là hoàn toàn không ngờ tới cô bất thình lình tỏ tình với mình cái gì. Sách, bây giờ mới biết đột nhiên bị tỏ tình có bao nhiêu kinh sợ rồi hả? Diệp Oản Oản che giấu đáy mắt khó chịu, lấy dũng khí, tiếp tục mở miệng nói, tớ cũng thích cậu. Diệp Oản Oản vừa nói, một bên kích động hướng hắn đến gần. Tớ lần đầu tiên gặp lại cậu, tớ liền thích cậu rồi, nhưng tớ cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời có thể qua lại cùng cậu, nhưng là tớ thật không có nghĩ đến, tớ sẽ may mắn như vậy, có thể cùng cậu ngồi cùng bàn, còn lấy được cơ hội cùng cậu diễn xuất trên sân khấu, cậu khẳng định không biết tớ cao hứng biết bao nhiêu. Sắc mặt của Tư Hạ càng kinh ngạc, cậu không phải, đã có bạn trai rồi sao? Diệp Oản Oản trong mắt cười khổ, dĩ nhiên là lừa gạt cậu thôi, tớ làm sao có thể có bạn trai được? Người như tớ, tại sao có thể có người thích? Diệp Oản Oản vừa nói, đột nhiên vô cùng kích động ngẩng đầu, hướng Tư Hạ nhìn lại, nhưng tớ không nghĩ tới, Tư Hạ cậu lại sẽ đối với tớ, cậu là thực sự, thật sự yêu thích tớ sao? Hay là, chẳng qua là đang muốn đùa tớ thôi? Tư Hạ cho tới nay đều chấn định như thường, lúc này ánh mắt sốt cuộc cũng hiện lên mấy phần không xác định rõ, chần chờ hồi lâu mới mở miệng nói, đối với tớ mà nói. Cậu, rất đặc biệt, cùng với những nữ sinh khác không giống nhau. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên, bước một bước dài vào tới trước mặt của hắn, vậy chúng ta đây tối nay liền hoàn thành việc cần làm đi. Cái gì, biểu tình của Tư Hạ rõ ràng là ngây dại.
Diệp Oản Oản ánh mắt phấn khởi, mặt đầy đỏ ửng kích động không thôi, trong nháy mắt thừa dịp Tư Hạ sửng sờ, đột nhiên dùng sức một cái, hướng hắn nhào tới. Hai người trong nháy mắt nhanh như chớp đồng thời ngã xuống trong bụi cỏ bên cạnh. Oản Oản, cậu, chờ một chút. Tư Hạ vừa muốn đứng dậy, lập tức bị Diệp Oản Oản dùng sức đè ép trở về, thế nào? Cậu không phải là ưa thích tớ sao? Tớ cũng thích cậu, rất thích, chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng với tớ sao? Tư Hạ vội lui về phía sau nói, không phải, cậu tỉnh táo một chút đi. Cậu xem đi, tối nay ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta nói chuyện không bằng bạo lực. Diệp Oản Oản làm sao có thể tỉnh táo, đưa tay ra bắt đầu cởi nút thắt quần áo của đối phương, vỉnh miệng liền muốn hôn lên. Cổ áo bị một cái tay nhỏ lung tung lôi xé, mắt thấy gương mặt có thể so với phim ma đặc hiệu ở trước mắt mình càng ngày càng lớn, một giây kế tiếp liền muốn đụng vào mặt hắn. Đột nhiên, có một nguồn sức mạnh khổng lồ đem cô sốc lên, đồng thời, bên tai truyền đến âm thanh giống giận của thiếu niên. Cút ngay! Sau tiếng giống giận là một mảnh lạnh lẽo tĩnh mịch. Mà Diệp Oản Oản trên mặt si mê vẻ mặt như nước thủy triều rút đi, mặt khôi phục lại cảm giác lạnh lùng. Diệp Oản Oản sửa sang lại quần trắng vạt áo, ung dung thong thả đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn người đang lăn ở bụi cỏ, chật vật không chịu nổi, trên mặt còn sót lại tức giận cùng sợ hãi nói, Tư Hạ thiếu gia, rốt cuộc không giả bộ được nữa sao? Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào cô. Diệp Oản Oản cười một tiếng, không cần như đưa đám vậy đâu, có thể hướng về phía gương mặt này của tớ làm được đến loại trình độ này, cậu đã rất lợi hại rồi. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng lại một chút, trên mặt nụ cười hóa thành ác liệt, bất kể cậu có loại nào mục đích gì thì tớ cũng không để ý quan hệ giữa cậu và Tư Dạ Hàn, xin đừng đem tớ kéo vào trong đó, tỷ tỷ không thời gian cùng cậu chơi game đâu. Nghe rõ ràng chưa? Chương 187, người mới không phải đả thương là tỷ tỷ. Diệp Oản Oản nói xong, trực tiếp tự xoay người rời đi. Sau lưng, thiếu niên mới vừa rồi trong lúc giãy giụa đã lăn lộn làm cho toàn thân mình đều là cây cỏ đất sét, cổ áo còn bị cưỡng ép xé bung ra mấy cái nút áo, đơn giản là một bộ tư thái chịu khổ giày xéo. Diệp Oản Oản đi rồi Tư Hạ qua thật lâu mới tỉnh hồn lại, siết chặt quả đấm sắc mặt hung ác khẽ nguyền rủa một tiếng. Ban đêm gió thật lạnh, trên đỉnh đầu càng phát ra ánh trăng lạnh lẽo. Tư Hạ không nhúc nhích ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Không biết sau bao lâu, cậu ta chậm rãi đem đầu chôn ở giữa gối, sống lưng khẽ run, hai tay đặt trên bãi cỏ lấy ra vết tích sâu đậm, cậu mới không phải. Âm thanh của cậu càng phát ra âm trầm, cậu mới không phải tỷ tỷ của ta không phải là người xấu xí như vậy. Chốc lát sau lại tĩnh mịch yên lặng. Thiếu niên giống như bị hút khô tất cả tức giận, lúc đầu âm thanh ác độc âm trầm này sinh thoáng cái trở nên vô cùng suy yếu, tỷ tỷ mới sẽ không đối với ta như thế. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản là bị Giang Yên Nhiên kinh hô đánh thức. A, chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà xoay mình ngồi dậy, nhuộm đầy đỏ ửng gò má hai tràn đầy ảo não. Xem bộ dáng là đã tỉnh rượu rồi lại nhớ tới việc mình làm tối hôm qua. Cậu tỉnh rồi sao? Diệp Oản Oản ngáp một cái. Giang Yên Nhiên nhìn về phía cô, vẻ mặt cơ hồ cũng sắp muốn khóc, lời nói không có mạch lạc nói, Oản Oản, tớ tối hôm qua. Cậu tối hôm qua sao à nha? Diệp Oản Oản vẻ mặt cái gì cũng không biết. Trời ơi, Giang Yên Nhiên che mặt, tối hôm qua tâm tình của tớ không tốt nên có uống một chút rượu, sau đó có phải là tớ còn gọi điện thoại cho cậu hay không, cậu nói để cho tớ ở đó chờ, để cho người tới đón tớ. Đúng vậy, thế nào? Sau đó Sở Phong tới, muốn đưa tớ trở về nhà trọ nhưng Tống Tử Hàng không biết làm sao tìm được tớ, một mực quấn tớ không thả, còn nói là tớ còn thích hắn. Nói tớ đang dùng Sở Phong trả thù hắn kích thích hắn, hắn còn đả thương Sở Phong. Sau đó thì sao? Mặt của Giang Yên Nhiên càng đỏ hơn, sau đó tớ quá tức giận, vì phản bác lời nói của Tống Tử Hàng, ngay trước mặt của hắn hôn Sở Phong. Ngay, tớ về sau cũng không dám uống rượu nữa đâu. À, thật ra thì tớ ngược lại cảm thấy cậu có thể lại uống nhiều một chút. Giang Yên Nhiên cũng không biết có nghe lời lẩm bẩm của Diệp Oản Oản hay không, không ngừng mà nói tiếp. Tớ căn bản cũng không chắc chắn chính mình đối với Sở Phong có cảm tình hay không, tại sao có thể làm ra sự tình cho hắn hiểu lầm như vậy được. Tệ hơn chính là tối hôm qua tớ còn nói thẳng bắt đầu từ hôm nay hắn chính là bạn trai tớ nữa chứ. Ai nha, so với tưởng tượng của cô tiến triển còn thuận lợi. Diệp Oản Oản cười nói, tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt rồi chứ. Tớ đều muốn ghen tị với hắn a.
không chỉ có cô là thần trợ công, ông trời cũng đang giúp hắn. Giang Yên Nhiên thần sắc bất đắc dĩ nói, Oản Oản, cậu đừng nói giỡn nữa, mau giúp tớ nghĩ một chút biện pháp đi, tớ nên làm gì bây giờ? Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi mà trả lời, rất đơn giản a, nói cho hắn biết, cậu uống nhiều rượu nên tối hôm qua dù có làm hay nói gì hết thảy tất cả đều không tính toán gì hết. Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên một cái, thực sự có thể làm vậy sao? Diệp Oản Oản gật đầu, dĩ nhiên có thể a, nhiều lắm là một ngày nào đó trong hồ của Thanh Hòa có một bộ thi thể của nam nhân mà thôi a. Giang Yên Nhiên. Phốc, Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, trêu câu thôi nếu như cậu thực sự rất ghét hắn, thừa dịp còn sớm nói rõ ràng tự nhiên là tốt nhất. Giang Yên Nhiên lập tức mở miệng, tớ không có ghét hắn, thậm chí. Diệp Oản Oản cũng hiểu tâm tình của cô bây giờ, dù sao vẫn chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, đột nhiên thoáng cái gặp phải nhiều chuyện như vậy, hỗn loạn sẽ quấn quýt cũng là khó tránh khỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, ngay sau đó đứng lên, đi tới cửa sổ trước mặt, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn về phía Giang Yên Nhiên mở miệng nói, Yên Nhiên, cậu qua đây, nhìn cái này một chút rồi hẳn đưa ra quyết định của mình. Chương 188, cùng lắm là bị bôi đầy mặt dầu tẩy trang mà thôi a. Vào lúc này thời gian còn sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, trấn song bên trên còn dính sương mù cùng hạt sương, trong sân trường trống rỗng không có một người. Giang Yên Nhiên thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại, lại ở dưới lầu thấy được một bóng người quen thuộc. Nam sinh như thần giữ cửa không nhúc nhích đứng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh. Mà Giang Yên Nhiên chú ý tới, nam sinh mặc trên người, lại vẫn là quần áo ngủ tối hôm qua. Ngày hôm qua, thời điểm Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới Sở Phong đã ngủ, bởi vì là vội vàng chạy tới, cho nên ngay cả quần áo ngủ cũng không kịp đổi. Nhưng bây giờ cũng đã là buổi sáng, quần áo trên người hắn vẫn là đồ ngủ. Chẳng lẽ hắn căn bản không có trở về, vẫn ở nơi này đứng suốt đêm? Nghĩ tới đây, trái tim Giang Yên Nhiên giống như bị cái gì nặng nề va vào một phát, xoay người, nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Diệp Oản Oản nhìn lấy lưng của Giang Yên Nhiên, không khỏi có cảm giác Ngô gia có cô gái mới lớn. Dưới lầu, Sở Phong đang một mình ngẩn người nhìn thấy đột nhiên Giang Yên Nhiên chạy tới, vẻ mặt nhất thời ngây ngẩn, sau đó gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ, tay chân cũng không biết làm như thế nào, hắn nên nắm hay thả mới tốt nói, Yên, Yên Nhiên. Anh, Giang Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự mở miệng hỏi, anh tối hôm qua không về ngủ sao? Nam sinh gãi đầu một cái, không dám nói láo, giống như một hài tử làm sai chuyện đứng ở nơi đó, đàng hoàng trả lời, anh không dám ngủ. Tại sao không dám ngủ? Giang Yên Nhiên không hiểu hỏi lại. Nam sinh mấp máy môi, trầm mặc một chút, sau đó rất nhỏ tiếng trả lời, anh sợ là anh đang nằm mơ, sợ anh tỉnh ngủ con dâu sẽ không có. Mặc dù câu nói kế tiếp Sở Phong không nói ra lời nhưng Giang Yên Nhiên vẫn biết ý tứ của hắn. Mấy năm nay cô đuổi theo ở sau lưng Tống Tử Hàng nhiều năm như vậy, cơ hồ đều đã quên đi cảm giác cô là một cô gái rồi, quên đi cảm giác được người khác quý trọng là gì. Sở Phong mặc dù vụng về thậm chí có chút ít ngốc, nhưng lại cho cô cảm thấy chân thật cùng an tâm. Giang Yên Nhiên lẳng lặng mà nhìn người trước mắt, đáy mắt có chút khói mù, dưới ánh mắt bất an khẩn trương của hắn mở miệng nói, anh nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô hướng về phía trước đi mấy bước, nhón chân lên. Tại trên gương mặt tuấn tú của nam sinh đặt xuống một nụ hôn, nhẹ giọng nói, anh không phải là đang nằm mơ đâu. Há, anh lần này trở về, Sở Phong nháy mắt một cái, vừa nháy mắt một cái, sau đó nghiêm túc xoay người, từng bước ngoan ngoãn đi về. Ồ, bình tĩnh như vậy. Trên lầu, Diệp Oản Oản thấy rõ một màn kia, đang than thở tiểu tử này thật có tiến bộ a. Kết quả, một giây kế tiếp liền phát hiện, Sở Phong đi bộ cùng tay cùng chân. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, thần sắc hoảng hốt mà nâng cầm lên, không khỏi có chút hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt ha, có thể thuần túy như vậy thích một người. Ăn no thức ăn cho chó, Diệp Oản Oản nằm lại trên giường ngủ lại. Tỉnh ngủ, thời gian vừa vặn đến lúc đi hội trường nhỏ diễn tập. Giang Yên Nhiên đã rửa mặt xong đem bữa ăn sáng đều mua về rồi, biết cô phải đi diễn tập, lo âu nhìn cô một cái, nhắc nhở, đội thân vệ của Tư Hạ quá điên cuồng, nhất là bối cảnh của Trình Tuyết không đơn giản. Cậu cẩn thận một chút. Nhắc tới Trình Tuyết cô ta cũng quả thật đủ liều mạng, vì Tư Hạ, lại không tiếc chen lấn vị trí của một người nữ sinh khác, diễn vai mẹ ghẻ ác độc. Diệp Oản Oản một bên hết sức chuyên chú mà cắn bánh bao, một bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ mà mở miệng nói,
An tâm, hậu quả nghiêm trọng nhất ghê gớm cũng chính là bị bôi đầy mặt dầu tẩy trang mà thôi à. Giang Yên Nhiên. Chương 189, bởi vì quá đẹp. Trường học hội trường nhỏ. Tổ đồng phục đạo cụ đã đem toàn bộ đồ biểu diễn đến nơi, mọi người đang hưng phấn vây tại một chỗ kiểm tra. Wow, quần áo đều thật là đẹp à, quá hoa lệ. Nhờ có Trình Tuyết, những y phục cùng đạo cụ này tất cả đều là cô ấy hỗ trợ tới mượn đoàn kịch chuyên nghiệp mới được đó. Đến lúc đó tiết mục lớp chúng ta khẳng định kinh diễm nhất. Cậu nằm mơ đi, đồng phục đạo cụ hoa lệ đi nữa cũng bù đắp được Diệp Oản Oản kia thảm đến mức không nỡ nhìn mặt có được hay không. Thật là đối với người xấu xí này hết ý kiến rồi à, lớn lên như vậy cũng không biết cô ta làm sao lại có mặt cứ chiếm vai diễn nhân vật công chúa Bạch Tuyết này không buông như vậy, ép Trình Tuyết phải đi diễn nhân vật phản diện hoàng hậu. Vậy thì thế nào, không có so sánh liền không có tổn hại, Tiểu Tuyết nhất định là hoàng hậu đẹp nhất trong lịch sử. Lúc này, một bên có người đưa ra nghi ngờ, chờ một chút, coi như võ đài kịch có cần khoa trương, nhưng gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn là khoa trương quá mức chứ. Để cho cô ấy như vậy ra sân khấu thực sự không thành vấn đề sao? Người hầu nhỏ bên người Trình Tuyết liếc Diệp Oản Oản một cái, sau đó đẩy bụng than phiền mà mở miệng nói, cũng không phải sao, ngay cả đồng phục cùng đạo cụ đều không cứu vớt được cô ấy, cuối cùng ép chúng ta chỉ có thể đem kịch bản đều sửa lại. À, đổi kịch bản, làm sao đổi? Trình Tuyết thần sắc bất đắc dĩ trả lời, kịch bản đổi thành mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ công chúa Bạch Tuyết. Để cho cô ấy từ nhỏ đến lớn đều phải ngụy trang dung mạo đẹp đẽ của mình, như vậy Diệp Oản Oản liền có thể từ đầu tới cuối đều không cần ló mặt ra. Ha 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 ha, cái này CMN cũng được sao? Người hầu nhỏ lạnh rên một tiếng, nếu không còn có thể làm sao? Đến lúc đó có biết bao lãnh đạo trọng yếu như thế trình diện, để người ta bị dọa sợ người nào chịu trách nhiệm? Mọi người ngươi một lời ta một lời mà xỉ vả Diệp Oản Oản, thỉnh thoảng hướng cô ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản chính là cầm lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm, cười híp mắt nghe bọn họ ở đó nghị luận ầm ĩ, chờ bọn hắn trò chuyện xong không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng yếu ớt chen vào một câu, ai, thật ra thì tớ có thể tháo trang sức lên đài, tớ tháo xong còn thật đẹp mắt. Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên có một trận quỷ dị yên lặng. Một lát sau, tiếng chê cười liên tiếp vang lên. Ha 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 ha, cái người xấu xí này mới vừa nói cái gì? Cô ta lại còn nói cô ta tháo trang sức ra thật đẹp mắt sao? Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để nói ra những lời này? Đùa thôi, để cho cô ta tháo trang sức lên đài, là nghĩ muốn tất cả người xem đều bị hù chết sao? Đây là diễn vai công chúa Bạch Tuyết hay là diễn vai nửa đêm kinh hồn? Diệp Oản Oản vẻ mặt thành thật nói, ai, tớ tháo đồ trang sức ra thực sự rất đẹp à, nếu lúc ban đầu một mực hóa thành như vậy, đó hoàn toàn là sợ quá đẹp đưa tới hỗn loạn. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người. Ha ha, bọn họ nhất định là điên rồi, lại có thể nghe cái người đầu óc có bệnh lại xấu xí ở chỗ này phát điên. Diệp Oản Oản thấy không ai tin, cảm giác bất đắc dĩ thở dài, hôm nay tâm tình cô không tệ, hiếm thấy một lần nói lời thật lòng kia mà, lại không ai tin. Xấu xí, đừng ở chỗ này làm xuân thu đại mộng của cô nữa, nhanh chóng tới diễn tập đi. Còn nữa, cô đem quần áo buông xuống khỏi cái tay bẩn kia của cô đi. Bây giờ không cho phép thay đồ, chờ đến lúc diễn thật mới có thể đổi, nếu không làm hư cô bồi thường nổi sao. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết chống eo, hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sửa lại kịch bản xong, Diệp Oản Oản căn bản là từ công chúa Bạch Tuyết đổi thành Cinderella, trên thực tế quần áo mà người hầu nhỏ trong miệng luôn quý trọng lại đầy bụi bẩn, cũng không biết là da động vật gì làm ra, vừa xấu xí lại vừa cứng vừa khó mặc. Diệp Oản Oản vốn là lười đến đổi. Nghe vậy tự nhiên cầu không được mà ném qua một bên. Chương 190, dính vào tầm mắt người. Trình Tuyết vào lúc này ngược lại đã sớm đổi xong trang phục diễn vai hoàng hậu, 7 phần trang điểm da mặt 3 phần quần áo trang sức làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh xảo kiều diễm. Bên cạnh ngoại trừ nhóm người mê muội đợi Tư Hạ chính là một đoàn người nam sinh hướng về phía Trình Tuyết hoa khôi của trường mà tới. Giờ phút này từng người tất cả đều là ngôi sao vây quanh mặt trăng mà xoay quanh cô, vừa tán dương lại vừa không ngừng chụp hình. Trình Tuyết đối với những thứ nam sinh đưa tới cửa lấy lòng kia đến nhìn cũng đều không có hứng thú liếc mắt nhìn, ánh mắt một mực rơi ở cửa. Cho đến khi chờ đợi đã lâu người kia mới xuất hiện, hai con người Trình Tuyết mới lập tức sáng lên xách làn váy nghênh đón, Tư Hạ. Cậu đã đến rồi. Nói xong trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Nhưng mà
Tư Hạ đối với cô hôm nay dù là một thân ăn mặc được vô số nam sinh không rời mắt nổi một cái cũng không có nhìn thêm một chút nào, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, tinh chuẩn rơi vào trên người phía sau đó Diệp Oản Oản. Trình Tuyết Thuận theo ánh mắt của Tư Hạ hướng Diệp Oản Oản nhìn lại, chợt cắn răng. Cái người xấu xí kia rốt cuộc có gì để nhìn, đáng giá để hắn lần một lần hai ba lần đối đãi đặc biệt như vậy chứ? Tư Hạ, cậu xem tớ mặc quần áo này đẹp mắt không? Trình Tuyết kéo cánh tay của Tư Hạ lắc lắc, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn. Mà Tư Hạ lại không có trả lời. Sắc mặt của Trình Tuyết cứng đờ, Tư Hạ, cậu đang nhìn cái gì a? Tư Hạ giờ phút này nhìn qua có chút thất thần, dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cái nhìn này ở trong mắt Trình Tuyết có hàm ý là hắn nhìn lấy Diệp Oản Oản đến ngây ngẩn cả người. Trình Tuyết làm sao có thể chịu đựng được việc hắn ở ngay trước mặt mình dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân khác, nhất thời bất mãn đề cao âm lượng, Tư Hạ, Tư Hạ. Vẻ mặt Tư Hạ hoảng hốt cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo dùng mình, im miệng, rất ồn ào. Trình Tuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt. Hoàn toàn không thể tin được Tư Hạ lại sẽ dùng loại thái độ này ngay trước mọi người nói chuyện với cô. Cậu, Trình Tuyết run rẩy đôi môi, cặp mắt đỏ bừng đẩy đám người ra chạy ra ngoài. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Mấy người cùng lớp với Trình Tuyết hướng Tư Hạ nhìn một cái, vừa hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, vội vàng hướng Trình Tuyết đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong hội trường bầu không khí ngưng trệ. Nguyên bản các nữ sinh thấy Tư Hạ giống như hít thuốc lắc phấn khởi sau đó từng người tất cả đều nơm nớp lo sợ lui xa chút ít. Ách, nam thần hôm nay dường như tâm tình không tốt lắm a, ngay cả Trình Tuyết đều như đụng phải đinh, các cô vẫn là nên thức thời cách xa một chút mới tốt a. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hạ lộ ra loại biểu tình này, thật là dọa người a. Tư Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn đến Trình Tuyết khóc lóc chạy ra ngoài, không nói một lời nào mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Chống cằm, tiếp tục không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Về phần Diệp Oản Oản đang bị canh chừng. Cô mài răng, quả thật là hận không thể tại chỗ tiến lên lại nhào tiểu tử kia một lần. Cái quái gì vậy, cái gấu con này rốt cuộc đang nhìn cái gì, chẳng lẽ còn có thể đem cô nhìn ra đóa hoa đi. Cô vạn vạn không nghĩ tới, sau đêm qua, Tư Hạ không chỉ không ngừng, chiêu thức còn đổi mới thăng cấp hơn. Bên trong một mảnh không khí ngột ngạt, qua thật lâu. Mọi người cuối cùng đem Trình Tuyết dỗ tốt rồi bắt đầu diễn tập, cho đến khi diễn tập bắt đầu, ánh mắt của Tư Hạ vẫn như cũ rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, mắt cũng không nháy một cái. Diệp Oản Oản đi tới chỗ nào, tầm mắt của hắn liền đi theo tới chỗ đó, cơ hồ là một tấc cũng không rời mà kề cận nhay, giống như chim non mới vừa sinh ra. Rõ ràng như vậy đến không thể nhìn chăm chú lại rõ ràng hơn, những người khác trừ phi là mù mới không phát hiện được. Chẳng qua là mọi người thấy Tư Hạ mới vừa nổi giận đáng sợ, toàn bộ mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ dám âm thầm oán thán. Nam thần a, người rốt cuộc làm sao vậy nam thần? Bị Diệp Oản Oản đè đầu xuống rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 191, nằm trong quan tài cũng trúng thương. Diễn tập cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tư Hạ vẫn chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào mặt cô không thả, những thứ khác chẳng hề làm gì cả, cho nên Diệp Oản Oản dù có suy nghĩ muốn phát tác cũng không tìm được lý do hợp lý. Thật vất vả chịu đựng đến diễn tập kết thúc, Diệp Oản Oản đang chuẩn bị chạy trốn rời đi, Tư Hạ bên cạnh vừa kết thúc cảnh diễn hôn xong, đứng dậy trong nháy mắt đột nhiên thân hình thoát một cái, cả người không có dấu hiệu nào té xuống. Tư Hạ! A, trời ơi, Tư Hạ té xỉu! Có ai không tới đây mau? Trong nháy mắt tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại. Diệp Oản Oản nhất thời sửng sờ, cả người đều tiến vào trạng thái phòng bị. Người này, lại muốn náo thành cái gì nha? Diệp Oản Oản nằm ở trong quan tài đạo cụ bằng kiếng, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người đang vây quanh Tư Hạ, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ co rúm ở trên đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Oản Oản ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy, làm sao cũng không giống như là đang giả bộ a. Trời ơi, Tư Hạ rốt cuộc là thế nào vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Tư Hạ phát tác cơn ho xuyễn đó. Trình Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói. Tư Hạ có bệnh ho xuyễn sao? Vậy mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang theo thuốc hay không a. Tớ đã xem qua rồi, hình như không có, cậu ấy đã rất lâu không có phát tác bệnh này. Làm sao giờ lại đột ngột phát bệnh chứ?
Đáng chết, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bị kẻ xấu xí Diệp Oản Oản kia dọa sợ rồi. Nhanh chóng đưa cậu ấy đi đến phòng y tế đi. Diệp Oản Oản đứng ở một bên. Có lầm hay không a? Cô nằm ở trong quan tài cũng có thể trúng tên bị thương sao? Trong hội trường một mảnh hỗn loạn, Trình Tuyết cùng một người nữ sinh khác vội vàng muốn đỡ Tư Hạ lên đi đến phòng y tế. Kết quả, trong không khí đột nhiên truyền tới, ba, một tiếng. Tư Hạ lại dùng sức vung tay của Trình Tuyết ra, vừa thở dốc, vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo thủy quang hướng Diệp Oản Oản nhìn qua nói, Oản Oản, Oản Oản đưa tớ đi. Thảo, còn muốn cô tới sao? Trình Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã âm trầm đến cực hạn. Ban đầu cô ta hoàn toàn không đem Diệp Oản Oản coi ra gì, dù sao cùng loại nữ nhân cấp bậc này tranh đoạt tình nhân thật sự là quá mất mặt, nhưng ai mà biết được cái nữ nhân xấu xí này rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Hạ lại có thể đem hắn làm mê mẫn đến như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Trình Tuyết ngay trước mọi người bị Tư Hạ từ chối điều này như đánh một cái vào mặt cô ta, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thật lâu mới cố nhịn xuống, ánh mắt vô cùng âm vụ hướng Diệp Oản Oản trừng qua nói, đồ xấu xí kia. Tư Hạ đang gọi ngươi đấy không nghe được sao? Người hầu nhỏ đứng một bên Trình Tuyết tức giận nói, còn không mau một chút tới đây. Nếu không phải là do ngươi, Tư Hạ làm sao có thể phát bệnh được? Người chung quanh cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặc dù cảm giác mình lần này hoàn toàn là nằm không làm gì cũng trúng đạn, nhưng cô không khỏi nghĩ đến. Ho Xuyến hình như là không thể làm vận động quá kịch liệt, tâm tình cũng không thể có sự dao động quá lớn được nha. Nghe Trình Tuyết nói Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay đang êm đẹp lại đột nhiên mắc bệnh đến trình độ nghiêm trọng như vậy, sẽ không phải là bởi vì tối hôm qua bị cô dọa sợ đến vậy chứ. Hơn nữa, hôm nay từ vừa Úc mới bắt đầu tình trạng của hắn liền không đúng lắm, cả người cùng tinh thần đều hoảng hốt, thật có chút giống như bộ dáng bị dọa sợ cùng bối rối. Ách, nghĩ tới đây. Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ. Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người cũng là quan trọng, vì vậy cô cũng không để ý nhiều như vậy, không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng từ trong quan tài kiếm bước ra, một tay cô kéo cánh tay của Tư Hạ, đưa hắn đỡ lên. Chương 192, cô ấy không phải là đồ xấu xí. Được Diệp Oản Oản đỡ dậy, người nào đó liền lập tức tự động mà dính lên người cô, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của cô. Thở hổn hển một chút từng cái một phun ra trên cổ của cô. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt căm ghét của mọi người đang vây xem, quả thật là hận không thể đem trên người bả vai mình ném qua cho bọn họ. Các người nếu muốn dìu thì các người cứ tới đi, Mỹ Nam như thế này cô ăn không tiêu, thật không chịu nổi nha. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cô cũng đem được người đưa đến phòng y tế. Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng dụng cụ chuyên dụng của bệnh ho xuyến, sau đó lại cho hắn đi một ít kiểm tra khác. 39 độ 5, bị sốt nòng thật lợi hại, phải truyền nước biển. Đoán chừng là do bị chịu lạnh, lại quá mức hao tổn tâm thần, khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc thật tốt, nhất là nhớ trong thời gian này không thể quá kích động cũng không thể quá mệt nhọc. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tốn sức. Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi càng lúc càng chột dạ, không phải là giả bộ A, thật sự là bị bệnh A, chịu lạnh. Tối hôm qua người này ở ven hồ đã đợi bao lâu? Ngoại trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh nhìn Tư Hạ bộ dáng yếu ớt, làm cho tất cả một đám tiểu cô nương đều ở tại chỗ khóc sướt mướt, đau lòng không chịu được. Bác sĩ bị tiếng ồn ào khóc lóc làm nhức não, tức giận chừng các cô một cái, cho ấy chẳng qua chỉ là lên cơn sốt cộng thêm phát tác ho xuyễn mà thôi, các ngươi sao phải có biểu tình như người sắp chết ở đây vậy? Được rồi, người khác cũng đừng vây ở chỗ này nữa, nhiều người như vậy bất lợi cho việc lưu thông không khí, cũng ảnh hưởng việc bệnh nhân nghỉ ngơi, toàn bộ đều đi ra ngoài đi, lưu lại một người tại là được rồi. Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hạ nhìn qua, tất cả những nữ sinh khác cũng không nỡ bỏ đi. Về phần Diệp Oản Oản, cô một đường đem từng người vượt qua, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi, chắc chắn hắn không việc gì nữa, liền chuẩn bị lách người rời đi. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ cô nên ở lâu. Ai ngờ, bên này cô mới vừa bước ra một bước, chỗ cổ tay liền đột nhiên bị nắm lại. Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu, liền thấy được một cánh tay trắng nõn tới mức cơ hồ như trong suốt, níu thật chặt lấy vạt áo của cô. Mà đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dùng một bộ dạng ánh mắt bị ném bỏ tố cáo mà nhìn cô, cậu định đi đâu vậy?
Diệp Oản Oản. Đệt, đủ rồi à, sao ngươi lại diễn cái vai này chứ? Tư Hạ cứ như vậy duy trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng nhìn những nữ sinh khác, các ngươi, đi ra ngoài đi. Tại sao như vậy à? Tại sao lại là Diệp Oản Oản cái người xấu xí đó chứ? Thật đáng ghét. Các nữ sinh thấy vậy từng người giận đến mức dậm chân, nhưng nam thần đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa trách móc vừa lần lượt rời đi. Mà thân hình Trình Tuyết khẽ run đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn về phía Tư Hạ trên giường bệnh từng chữ mà mở miệng hỏi, Tư Hạ, cậu có biết chính mình đang làm gì hay không? Không cần phải nói cho tớ biết là cậu thật sự yêu thích người xấu xí này rồi chứ. Hai con mắt của Tư Hạ nhất thời hiện lên một tia lạnh ý, thu hồi lời nói ban nãy của cô đi. Trình Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, thu hồi lời nói ban nãy của cô sao? Chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn cũng không thích Diệp Oản Oản sao? Cô ta cũng biết là không có khả năng này mà, Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Oản Oản được, nhất định là có cái ẩn tình gì ở đây nha. Kết quả, cô ta mới vừa nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ mở miệng nói rõ ràng từng chữ một, cô ấy không phải là đồ xấu xí. Trình Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu, Tư Hạ. Tớ thấy cậu thật sự là điên rồi. Diệp Oản Oản, cô chớ đắc ý quá sớm. Trình Tuyết dùng sức đem Diệp Oản Oản đứng bên cạnh xô ra rồi chạy ra ngoài. Diệp Oản Oản muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo lại bị gắt gao kéo lại, chỉ có thể tuyệt vọng quay lại, ai, đừng bỏ lại tớ một mình ở đây a thân. Chương 193, làm sao lại nói không tin đây? Đế Đô, Tư Thị Tập Đoàn. Hứa Dịch nhận một cú điện thoại, mặt hơi biến sắc, vội vàng gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nói, cửu gia, trường học mới vừa gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ thiếu gia phát bệnh. Tư Dạ Hàn nghe vậy, từ trong một chồng tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng, chuẩn bị xe. Vâng, Hứa Dịch lộ ra vẻ mặt như trong dự liệu của hắn. Tư Hạ thiếu gia quá mức nghịch ngợm phản nghịch, ai cũng không quản được, ngay cả lời của cha mẹ hắn cũng không nghe, cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ trông nom nhiều hơn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ông chủ nhẹ thì phải gánh trách nhiệm, nặng thì thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi. Thanh Hòa chỉ có hiệu trưởng cùng một số rất ít mấy lãnh đạo cao cấp biết thân phận của Tư Hạ. Nghe Tư Dạ Hàn muốn tự mình tới, hiệu trưởng liền tự mình chờ ở cửa trường học, đám người bọn họ mới tới, ông tự mình dẫn anh hướng phòng y tế đi tới. Đang êm đẹp tại sao lại phát bệnh vậy? Hứa Dịch ở một bên hỏi. Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách cứ vì chiếu cố không chu toàn, vội vàng trả lời, chuyện này, cái này, là bởi vì thời điểm diễn tập chịu một chút kinh sợ. Bị kinh sợ hù dọa. Hứa Dịch không hiểu, thời điểm diễn tập có thể bị cái gì làm cho kinh sợ được chứ? Hiệu trưởng thần sắc khó xử trả lời, có người nói là Tư Hạ thiếu gia đối với cô bé diễn vai công chúa kia không thích, tướng mạo dường như có chút dọa người. Hứa Dịch, ây, cô bé kia sẽ không phải là, Diệp tiểu thư chứ? Người như thế nào rồi? Tư Dạ Hàn mở miệng. Bây giờ đã không có đáng ngại, chỉ là có lên cơn sốt, đang truyền nước biển. Thanh Hòa, phòng y tế. Tất cả mọi người đều đi hết, trong phòng y vụ liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ ở đó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ống tay áo một mực bị kéo không thả, không có cách nào Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng, làm sao vậy? Muốn cùng tớ lại đi đến rừng cây nhỏ làm một lần nữa sao? Cô vốn nghĩ là nhìn hắn bệnh không muốn kích thích hắn nhưng hắn lại, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ngón tay đang nắm chặt cô không buông nhất thời, vèo, một tiếng rụt trở về. Diệp Oản Oản đối với hiệu quả này rất hài lòng, thu tay về nói, lời nên nói tối hôm qua tớ đã nói rất rõ rồi, cậu đừng uổng phí sức lực của mình nữa. Bên này Hứa Dịch cùng ông chủ nhà mình mới vừa đi tới cửa phòng y tế. Liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm này hình như là của Diệp Oản Oản. Không xong rồi, cô ấy làm sao cũng ở đây. Hứa Dịch biến sắc, sau đó liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kích động của Tư Hạ, Diệp Oản Oản. Cậu thật sự yêu thích Tư Dạ Hàn sao? Hứa Dịch nghe được vấn đề này, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Làm sao lại hỏi tới không phải lúc như vậy? Là hắn quá sơ sót, biết rõ Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ học chung một trường học. Hẳn là hắn nên sớm tới trước xác nhận tình huống của bên này đã chứ. Bên trong phòng, Diệp Oản Oản thở dài một cái nói, tớ đều đã nói với cậu hơn 800 lần rồi, rốt cuộc cậu còn muốn tớ lặp lại bao nhiêu lần nữa. Tình cảm của tớ đối với cửu thúc của cậu so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không mòn,
nước sông có thể cạn, đông lôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, mới dám chia xa. Vậy đã đủ chưa? Hứa Dịch ở ngoài cửa. Cái Diệp Oản Oản này thật là mặt càng ngày càng dày nha. Nhưng là, Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, nếu hắn có lòng khiêu khích. Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng, đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiếp, Diệp Oản Oản, cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? À, cậu thích hắn. Cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn, quyền thế của hắn, hay là gương mặt đó của hắn cậu nghĩ rằng tớ không biết sao, cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện. Còn nữa cậu ăn mặc thành bộ dáng này, hoàn toàn là vì né tránh hắn đi. Đệt, Diệp Oản Oản nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng cái gấu con này quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Lại liền trực tiếp như vậy đem gốc gác của cô đều bóc ra. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa giống lên nói, né tránh cái đầu cậu á. Cậu chỉ là một cái gấu con, làm sao tớ nói lại không tin đây? Có phải là nhất định bây giờ tớ đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn lên đây, cậu CMN mới tin tưởng hay không? Chương 194, không thể thỏa mãn yêu cầu của em. Phốc khục khục ho khan khục, ngoài cửa Hứa Dịch kinh sợ một phen trực tiếp ho khan lên tiếng, thiếu chút nữa phổi cũng ho ra ngoài luôn. Rơi à, cái Diệp Oản Oản này, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Mặt mạnh hơn ông chủ nhà hắn gì đó lời như vậy mà cô cũng dám nói ra. Hắn quả thật không dám nhìn tới tự biểu tình của ông chủ nhà mình nữa. Cùng lúc đó, để tránh Diệp Oản Oản lại nói ra lời gì kinh người nữa, Hứa Dịch vội vàng đưa tay đẩy cửa ra, Tư Hạ thiếu gia, Diệp, Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản đang nổi giận đùng đùng nhưng nghe tới âm thanh ngoài cửa nhất thời sống lưng cứng đờ. Tiếp đó, vừa nghiêng đầu liền thấy Hứa Dịch, còn có Tư Dạ Hàn. CMN, tại sao hai người kia lại ở đây? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn gương mặt băng sơn làm điên đảo chúng sinh, cảm giác chính mình giống như một chiếc tàu Titanic, cả người đều bị đụng đến tan tành rồi. Trong đầu của cô tràn đầy lời mình vừa nói, đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn lên đây. Mới vừa rồi thanh âm của cô lớn như vậy, Tư Dạ Hàn tuyệt đối là nghe được. Liêm sỉ của cô, hình tượng thuần lương của cô, toàn bộ không còn nữa rồi. Đầu óc của Diệp Oản Oản ông ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lên, thật lâu mới từ trong cơn đả kích khổng lồ này phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nóng nảy mở miệng, Tư Dạ Hàn, sao anh lại tới đây, anh là đến xem Tư Hạ sao? Ha ha ha, mới vừa rồi em cùng tiểu hài tử là hắn chơi đùa thôi, anh chớ coi là thật, người ta tuyệt đối không có tâm tư đại nghịch bất đạo như thế a. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất là tế nhị nhìn lấy cô. Diệp Oản Oản bị cặp con ngươi của Tư Dạ Hàn lạnh lùng thâm thúy kia lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, da đầu từng trận tê dại. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm cô muốn hận không thể phóng tới trong miếu cạo một cái đầu chọc để tỏ vẻ trong sạch của mình, rốt cuộc nam nhân đối diện cô lãnh đạm nhẹ nhàng mở môi ra nói một câu, hạ hạ còn vị thành niên. Diệp Oản Oản sắc mặt sửng sốt một chút, à, thật sự, cho nên. Cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Dạ Hàn đột nhiên lại nói một câu không liên quan đến chuyện họ đang nói. Tư Dạ Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó phong đạm khinh vân mà liếc cô một cái, cho nên. Anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em được. Diệp Oản Oản. Phốc. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tại chỗ phun máu 3 lần. Rơi à, bởi vì Tư Hạ còn vị thành niên, cho nên không cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh kia, đây là ý tứ của anh sao? Vậy nếu như Tư Hạ trưởng thành chẳng lẽ liền có thể ở ngay trước mặt hắn gì đó rồi phải không a? Cái này có chỗ nào đó không đúng đi. Cô quả thật phải quỳ trước logic của Tư Dạ Hàn nha. Chuyện như vậy mà anh lại còn dùng giọng nói nghiêm trang nói ra được. Cho tới thời khắc này Tư Hạ còn nằm ở trên giường bệnh, Diệp Oản Oản liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt hoàn toàn xanh mét, tay run run lục lọi đầu giường tìm dụng cụ phun xương. Hai tử đáng thương a, thân thể như thế nào rồi? Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt sốt cuộc chuyển hướng đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh rên một tiếng, dối trá. Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ của Tư Hạ, trước sau như một mặt không đổi sắc mở miệng nói, truyền xong dịch để cho Hứa Dịch đưa ngươi trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Diệp Oản Oản đứng ở một bên gật đầu liên tục phụ họa theo, đúng vậy đúng a. Hạ hạ, thân thể của cậu thế này thật sự là quá kém, thầm thầm thật sự là cực kỳ lo lắng,
hay là cậu về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Thiếu niên khó khăn che ngực, cậu đã sắp bị hai người này làm cho tức chết rồi. Cậu biến thành như vậy là do ai làm hại chứ? Hiện tại mới nhớ tới thân thể của cậu sao, thời điểm mới vừa rồi lái xe tốc độ cao ngược đãi cậu cho cậu ăn nhiều đồ ăn cho chó vậy, làm sao không suy nghĩ một chút là cậu vẫn còn trẻ thơ chứ? Chương 195, bản sắc diễn xuất. Cùng lúc đó, tại nhà trọ nữ sinh, bàn trang điểm của Trình Tuyết một mảnh hỗn độn, trên đất đầy những tròng kính cùng mỹ phẩm dưỡng da đắt giá bị rơi vỡ. Trong phòng ngủ ba nữ sinh khác nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng, ai cũng không dám đến gần. Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đợi nửa ngày, cho đến khi Trình Tuyết đem hết các đồ vật có thể đập được đập hết đi thì có một nữ sinh tóc ngắn mới rẻ đặt đi lên phía trước. Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, Diệp Oản Oản là gái xấu không biết xấu hổ lại có tâm này, Tư Hạ nhất định là bị nữ nhân kia nói lời ngon tiếng ngọt lừa rồi. Thật ra thì tớ có chủ ý này, bảo đảm có thể hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Oản Oản đồ xấu xí đó. Trình Tuyết sắc mặt không kiên nhẫn hướng nữ sinh tóc ngắn nhìn lại. Hai nữ sinh khác vội vàng thúc giục, ý định gì, cậu nói mau a. Nữ sinh tóc ngắn thần thần bí bí mà mở miệng hỏi, các cậu biết Diệp Oản Oản sợ nhất là chuyện gì không? Là chuyện gì, hai người không hiểu hỏi lại, Trình Tuyết cũng lộ ra thần sắc suy tư. Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói, dĩ nhiên là tẩy trang. Cùng lớp lâu như vậy rồi, các cậu có người nào thấy qua bộ dáng không trang điểm của Diệp Oản Oản chưa? Hai người trố mắt nhìn nhau. Trong đó một nữ sinh cao mập mạp dùng sức lắc đầu nói, còn thật không có ai. Bất quá đây không phải là điều đã được khẳng định sao? Cái xấu xí kia nào dám lộ thật mặt, trang điểm như vậy mới có thể miễn cưỡng che kín gương mặt muốn hù chết người khác nha. Một nữ sinh khác có cằm nhọn mặt đầy nụ cười trào phúng nói, cái xấu xí kia còn ỷ vào việc không ai biết mặt thật của mình, liền không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người nói dáng dấp mình thật ra rất đẹp, sợ làm cho hỗn loạn mới cố ý hóa thành như vậy nữa chứ. Thật không biết cô ta làm sao lại dám nói ra loại này nữa không biết. Phốc, đại khái lấy vì tất cả mọi người đều cùng là một dạng ngu ngốc như cô ta đi. Còn có lời đồn đãi nói cô ta không phải xấu như vậy, căn bản chính là do giải phẫu thẩm mỹ thất bại hủy cả khuôn mặt, cho nên mới không thể không ngày ngày trang điểm cho gương mặt mình như quỷ như vậy đó. Ta đi, giải phẫu thẩm mỹ thất bại, thiệt hay giả a? Có phải là thật hay không, tận mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả? Nữ sinh tóc ngắn âm ngoan mở miệng cười. Hai người kia không hiểu nói, à, cái này muốn thấy phải làm thế nào a? Nữ sinh tóc ngắn cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới, bên tai của cô ta nhỏ giọng thầm thì. Chỉ thấy Trình Tuyết ánh mắt lạnh lẽo âm vụ dần dần có chuyển biến, hướng nữ sinh tóc ngắn liếc mắt nhìn, tựa hồ là đối với chủ ý của nàng rất là hài lòng, cái chủ ý này cũng không tệ lắm, cứ dựa theo như ngươi nói mà làm đi. Đảo mắt cuối cùng đã tới ngày hội diễn văn nghệ. Toàn bộ sân trường được quét dọn sạch sẽ, khắp nơi răng băng rôn hoan nghênh lãnh đạo đến đi thăm trường, hội trường bên trong răng đèn kết hoa. Ngày đó Tư Dạ Hàn tới trường học xong, Tư Hạ liền bị đưa trở về nhà dưỡng bệnh, cho đến hôm qua mới trở về trường học, những thứ não tàn kia của Tư Hạ cũng yên tĩnh không ít làm cho Diệp Oản Oản trải qua mấy ngày nay rất là thích ý. Chờ hôm nay kết thúc văn nghệ hội diễn, kỳ thi vào trường cao đẳng cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này đóa hoa bá vương này rồi. Nghĩ đến hy vọng đang ở trước mắt, Diệp Oản Oản ngay cả khi mặc vào người mình cái bộ đồ như cái bang kia đều cảm thấy không quá khó chịu. Trình Tuyết cũng thật đủ phí tâm, chuẩn bị cho cô bộ đồng phục này so với hình dáng bình thường của cô còn đáng sợ hơn. Khăn trùm đầu dày bò đầy mạng nhện, một thân áo da thú rách dưới, thật là tương đối ma huyễn. Mọi người dành thời gian tới xếp hàng trang điểm a. Tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Oản Oản cậu cũng không cần, cậu cứ như vậy đi. Ha 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 ha, cô ta còn cần dùng hóa trang làm cái gì a? Bản sắc diễn xuất là đủ rồi. Chương 196, tuồng kịch đặc sắc tuyệt luân. Vì vậy trang điểm trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn là giữ vững bộ dáng bình thường của cô, phối hợp kiểu tóc cùng một tổ hợp đồng phục này mang lại hiệu quả nổi bật. Bên trong hậu trường, tại phòng hóa trang đơn lẻ, ba nữ sinh đang bận rộn vây quanh Trình Tuyết hóa trang cho cô ta. Oa, Tiểu Tuyết, hôm nay cậu thật sự là quá đẹp. Là mỗi ngày đều mỹ có được không? Tiểu Tuyết của chúng ta là hoa khôi của trường mà. Trình Tuyết được tâng bốc nên tâm tình cũng không tệ lắm, dùng ngón tay được bao bọc bởi bao tay tơ lụa nhẹ khẽ vuốt vuốt chính gò má được trang điểm tinh xảo của mình,
giọng nói hơi chăm chú mà mở miệng nói, chuyện các cậu cần làm đã chuẩn bị xong chưa? Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hưng phấn gật đầu, tốt rồi, toàn bộ tất cả đã được an bài xong, Tiểu Tuyết cậu yên tâm. Hôm nay chúng tớ tuyệt sẽ để cho cậu nhìn một trận tuồng kịch tuyệt luân đặc sắc. Lúc này, nữ sinh cao lớn mập mạp hơi có chút do dự mở miệng nói, chúng ta làm như thế này nếu bị Tư Hạ biết cậu ấy có thể nổi giận hay không? Sắc mặt của Trình Tuyết nhất thời lạnh xuống, ý của cậu là, Tư Hạ sẽ bởi vì cái người xấu xí kia mà cùng với ta nổi giận sao? Mắt thấy Trình Tuyết lại nổi giận hơn, ba người vội vàng khoát tay, dĩ nhiên sẽ không. Dĩ nhiên sẽ không, làm sao có thể chứ? Đúng đúng đúng, chờ Tư Hạ thấy được bộ mặt thật của người xấu xí kia, nhất định sẽ chán ghét đến chết luôn. Nghe đến đó, Trình Tuyết mới thần sắc hơi tốt lên nói, chuyện ngày hôm nay nếu xuất hiện sai lầm, các ngươi cũng không cần đi theo ta lăn lộn nữa. Dạ dạ dạ, lần này nhất định sẽ không có vấn đề. Chúng tớ đều đã an bài tất cả thỏa đáng rồi, Tiểu Tuyết cậu cứ việc yên tâm đi. Phía trước trên sân khấu, ánh đèn sáng lên, tiếp theo lấy một âm nhạc mãnh liệt vang lên. Hai người chủ trì một nam một nữ mặt đầy nụ cười đi lên đài. Dưới đài tối om om mà ngồi đầy học sinh, lão sư cùng ban lãnh đạo. Người chủ trì tiến hành xong việc nói lời mở đầu, khi bài diễn thuyết dài dòng của lãnh đạo kết thúc, hội diễn văn nghệ tối nay rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Các ban tiết mục chủng loại phong phú đa dạng, ca hát khiêu vũ kịch ngắn cái gì cần có đều có, thể hiện đầy đủ tài nghệ của học sinh cùng tôn chỉ phát triển toàn diện của trường học, dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình. Tiết mục của lớp 12F bị xếp cuối cùng vì họ muốn dùng tiết mục này áp trục sân khấu, dù sao cũng là khó được tiết mục có hoa khôi của trường tham gia, giáo thảo cùng sân khấu đang diễn, ngay từ lúc tin tức mới vừa truyền ra cũng đã được người khác chăm chú theo dõi. Tiếp theo xin mời lớp 12F, tối nay mang tới cho chúng ta vở đài kịch, Công chúa Bạch Tuyết, tin tưởng đối với chuyện cổ tích kinh điển này, tất cả mọi người đã nghe nhiều nên quen. Bất quá hôm nay các bạn học của chúng ta sẽ mang tới cho mọi người màn biểu diễn lớn mật sáng tạo nhất, cùng với người khác bất đồng. Vậy không để cho chúng ta chờ đợi nữa, bây giờ vở kịch đặc sắc này xin được phép bắt đầu. Rầm rầm. Dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay kịch liệt nhất trong tối nay, vốn là có nhiều khán giả vì chờ đợi quá lâu mà buồn ngủ nhất thời tất cả đều lên tinh thần. Thiếu nam thiếu nữ rối rít giơ tay lên thu chụp ảnh thu hình, tai tiếng hoan hô thét chói trải qua hồi lâu không ngừng. Tư Hạ, Tư Hạ, Tư Hạ. A a a, nam thần của ta rốt cuộc cũng ra sân. Trình Tuyết, Trình Tuyết, nữ thần cố gắng lên. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình cùng tiếng thét chói tai, màn che trên sân khấu chậm rãi dâng lên, chỉ thấy Trình Tuyết một thân mặc váy dạ hội cực kỳ hoa lệ màu đỏ thẫm phong cách thời trung cổ châu Âu, đầu đội vương miện hoàng hậu, tư thái ưu nhã đứng ở một trước mặt chiếc gương. A a a, nữ thần hôm nay cũng quá đẹp đi. Đây tuyệt đối là vương hậu đẹp nhất trong lịch sử rồi. Nữ thần sao diễn lại là vai vương hậu mà không phải là vai công chúa Bạch Tuyết? Cái này không khoa học à? Công chúa Bạch Tuyết so với vương hậu còn phải xinh đẹp hơn nhiều nha. Trang bị cho vương hậu đều là của Trình Tuyết rồi. Công chúa Bạch Tuyết ai có thể diễn? Người còn chưa biết sao? Công chúa Bạch Tuyết là Diệp Oản Oản à? Dựa vào đâu chứ? Diệp Oản Oản, người CMN trêu chọc ta sao? Đây chẳng phải là gái xấu nhất Thanh Hòa chúng ta sao? Chương 197, giết đi để như vậy thật khó chịu. Trên đài, vương hậu, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Ma kính, vương hậu ngài mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là, ta gặp được một thiếu nữ khác, hóa trang cũng không che nổi khuôn mặt đẹp kinh người của nàng ấy mới là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Vương hậu, không có khả năng. Không có ai có thể so với ta đẹp đẽ hơn. Cô ta là ai? Ma kính, nàng ấy, môi đỏ như máu, mắt đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, nàng ấy tên là công chúa Bạch Tuyết. Lúc này, trên võ đài đạo cụ cùng bối cảnh nhanh chóng thay đổi, Diệp Oản Oản lên đài. Nữ hài tóc rối bời, ăn mặc váy rách dưới, chân trần đi trên đất, mặt trang điểm đậm so với vu bà còn đáng sợ hơn. Ha 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 ha, cái này CMN chính là công chúa Bạch Tuyết sao? Đây tuyệt đối là công chúa Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử không ai sánh bằng. Khó trách người chủ trì nói có điểm mới nổi bật, cái này cũng quá có sáng tạo rồi. Ở đâu là sáng tạo a, hoàn toàn là bởi vì cái người xấu xí kia chết chiếm cứ vai diễn công chúa Bạch Tuyết không thả, mọi người không có biện pháp nào nên đã sửa lại kịch bản. Phía dưới sân khấu thời điểm các lãnh đạo nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện cũng đều ngẩn ra,
nghe được lời Bộc Bạch giải thích nói là mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ nàng, mới ra lệnh cho nàng từ nhỏ đến lớn đều phải ăn mặc như vậy, mới rối rít gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Vương tử cùng công chúa xấu xí trong một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, công chúa cứu vương tử, mặc dù công chúa xấu xí dọa người, nhưng vương tử lại bị công chúa hiền lành thật sự đả động, vẫn là rất yêu công chúa. Đoàn kịch đào rỗng tâm tư, cuối cùng đem nội dung cốt truyện cho đi qua, hơn nữa còn làm không tệ, lão sư cùng các lãnh đạo nhìn lấy đều rất là hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục. Khi trên sân khấu thợ săn xuất hiện, dưới đài tất cả đều tại ồn ào lên, mau giết nàng. Giết đi đừng để nhức mắt như vậy nữa, để cho vương tử cùng vương hậu hạnh phúc ở chung một chỗ đi. Về phần công chúa Bạch Tuyết bị Vu Bà dùng trái táo độc hạ độc chết, dưới đài chính là một mảnh hoan hô. Chỉ cần nhìn phản ứng của người xem, trận võ đài kịch này có thể nói là vô cùng đổi mới. Rốt cuộc, vương tử vạn người muốn đã xuất hiện. Mắt thấy nam thần mặc trang phục vương tử sặc sỡ lóa mắt chậm rãi đi tới trước quan tài kiếng, dưới đài vẻ mặt tất cả nữ sinh quả thật là như sắp chết, mỗi một người đều là mặt đầy sợ hãi cùng với thương tiếc. Nam thần vì lần này diễn xuất, quả thật là hy sinh quá lớn. Diệp Oản Oản nằm ở quan tài kiếng cũng sắp nằm ngủ thiếp đi. Cho đến khi bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân mới thoáng tỉnh hồn lại, lên tinh thần để ngừa việc ngoài ý muốn. Vạn nhất tên tiểu tử này tại loại thời điểm này mang đến cú đánh bất ngờ muốn đùa giả thành thật, cô thật sự sẽ bị nữ sinh toàn trường xé nát mất. Cô có thể cảm giác Tư Hạ hô hấp càng đến gần càng gần, càng đến càng gần. Biết được bao nhiêu nữ hài nghĩ muốn để cho hôn không? Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới một tiếng oán trách lầu bầu, sau đó đạo hô hấp kia rốt cuộc cách xa. Bị cô liên hoàn dùng đại chiêu công kích, gấu con quả nhiên yên phận không ít, Tư Hạ cuối cùng vẫn là yên vị rồi. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm ra một bộ dáng bị hôn tỉnh ngồi dậy, diễn xong nội dung cốt truyện kế tiếp. Cảm ơn trời đất, trận diễn xuất này cuối cùng cũng kết thúc. Mà cho đến một màn cuối cùng của vở kịch kết thúc, công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng thật của mình. Ta còn tưởng rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng lộ ra hình dáng tươi đẹp một chút cho người xem chứ. Lãnh đạo một trường nào đó cười ha hả mở miệng nói. Mấy vị lão sư bên cạnh biết nội tình lúng túng dàn xếp, ha ha ha, khó như vậy liền miễn đi đừng chấp nhặt nữa mà. Mấy vị lãnh đạo mời tới bên này, chúng ta đã đặt xong bàn rượu rồi. Chương 198, bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết. Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, các lãnh đạo thị sát đều rất hài lòng, một đám lão sư cùng lãnh đạo nhà trường tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo tự nhiên chính là thiết yến ăn cơm. Các học sinh cũng lần lượt rời khỏi sân khấu. Bởi vì tiết mục của lớp F là tiết mục cuối cùng, Diệp Oản Oản đang chờ mấy bạn học cùng diễn xuất đang ở trên đài thu thập đạo cụ. Đi đi, lão sư cùng lãnh đạo tất cả đều đi. Nữ sinh cao gái mập thở hồng hộc chạy về hậu trường thông báo cho đám người trình tuyết. Nội dung vở kịch của bọn họ đều là do lão sư nghiêm khắc khảo hạch qua, huống chi mới vừa rồi có nhiều lão sư cùng lãnh đạo như vậy. Dưới tình huống đó, các nàng không có biện pháp tái máy tay chân, nhưng là, bây giờ lại bất đồng. Trình Tuyết cho nữ sinh tóc ngắn một cái nháy mắt, nữ sinh hiểu ý cười một tiếng, lập tức nắm micro, đi tới trên đài, các vị đồng học, đều chớ nóng vội rời đi. Phía dưới còn có trứng màu nha. Thanh âm của nữ sinh đột ngột vang lên ở trong hội trường, đưa đến không ít người vốn đã muốn đứng dậy rời đi nhìn qua chăm chú. Trứng màu, cái gì trứng màu? Đang ở trên đài thu thập đạo cụ Diệp Oản Oản nghi ngờ nghiêng đầu hướng nữ sinh đang nói chuyện nhìn một cái. Nữ sinh đó là người chủ trì tối nay, cũng là một trong những người hầu nhỏ của Trình Tuyết. Nghe nói như vậy, các học sinh đã chuẩn bị thối lui rối rít tò mò hướng võ đài phương hướng nhìn lại. Trứng màu, cái gì là trứng màu nha? Không biết a, cũng không phải là xem phim, không nghe nói còn có trứng màu đấy. Nữ sinh tóc ngắn tự tiếu phi tiếu hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, mọi người muốn biết bộ mặt thật sự của công chúa Bạch Tuyết sao? Mọi người không hiểu, bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết. Có ý gì? Đây là muốn nói đến Diệp Oản Oản sao? Diệp Oản Oản thấy vậy hơi nhíu mày. Cô biết sau chuyện lần trước Trình Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tha cho cô, nhưng trong trường học đã có làm một vài trò đùa trẻ con, nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ là tạt nước hoặc thả chuột chết. Cùng một chỗ cô lập cô, đó đều là các loại trò lừa bịp ngây thơ, cô căn bản liền không đặt ở trên người mình, cũng không có ý định ở nơi này làm thêm chút trò hoại gây cười trên người mình lại làm cho mình hao tốn sức lực. Tới ở hôm nay, người cô một mực phòng bị là Tư Hạ.
Bây giờ diễn xuất đã kết thúc, cô tự nhiên cũng hoàn toàn thả lỏng đi xuống. Nhưng mà, trong nháy mắt khi nữ sinh tóc ngắn mới nói xong, chính giữa Vũ Đài Diệp Oản Oản không chút nào phòng bị mà bị một thùng nước lớn dội xuống đầu. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ướt như chuột lột. Ha 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 ha, thật buồn cười. Đây chính là trứng màu sao. Mọi người dưới đài điên cuồng lại ồn ào lên lại là vỗ bàn. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối xuống. Không xong rồi, cùng một chiêu rốt cuộc muốn dùng mấy lần đây. Nữ sinh tóc ngắn Dương Dương đắc ý mở miệng, an tĩnh an tĩnh. Các ngươi đoán một chút, mới vừa rồi dội xuống là cái gì? Nghe nói như vậy, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Dưới đài nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ là axit? Kéo xuống đi, cho cái người xấu xí kia dội axit tương đương với giải phẫu thẩm mỹ rồi. Nhắc nhở các ngươi một chút, đây cũng không phải là nước bình thường nha. Nữ sinh tóc ngắn nhắc nhở. Cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải nước tẩy trang chứ. Nữ sinh tóc ngắn nghe được trong đám người nói xong, lập tức cười hì hì mở miệng nói, đoán đúng rồi nha. Chính là nước tẩy trang. Lúc đầu sắc mặt của Diệp Oản Oản còn không đếm xỉa tới, nghe được ba chữ kia sau trong nháy mắt thay đổi, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, cái một thùng nước lớn kia chứa đầy dầu tẩy trang đã toàn bộ nghiêng ngã xuống, tạt đầy đầu đầy mặt cô. Cô theo bản năng duỗi tay lần mò mặt, nhất thời mò tới một tay đầy phấn lót sền sệt. Diệp Oản Oản chỉ ngây ngốc đứng ngây ngẩn ở nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ có ngày lật thuyền trong mương. Con mẹ nó, đám nhóc con này, có lầm hay không, thật đúng là CMN dội dầu tẩy trang vào người cô nha. Chương 199, mỹ nhân đẹp như vậy. Thật tài tình ha 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 ha, cười chết ta rồi, mọi người mau mau nhanh lấy điện thoại di động ra chụp lại đi. Còn chưa từng thấy cái người xấu xí này rốt cuộc hình dạng như thế nào đấy. Mọi người mau tới a, nhìn công chúa Bạch Tuyết một chút rốt cuộc có bao nhiêu mỹ ha ha. Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cây ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản điên cuồng bắt đầu phun lên. Chung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai điên cuồng cơ hồ muốn đem nóc nhà đều phá ra, giống như một trận cuồng hoan long trọng. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau, làm sao cũng gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc rồi. Rất nhiều trường học đều có đoàn thể như thế, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất sẽ thành đối tượng đồ chơi làm vui cho tất cả mọi người khác. Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy. Trên người Diệp Oản Oản quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da lông kia cũng rất hút nước. Giờ phút này phảng phất như cục sắt đè ở trên người của cô, mà tóc giả bị ướt cũng dính trên mặt cô dần dần làm tan ra lớp trang điểm, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mà cô càng chật vật, những người phía dưới đó liền cười càng điên cuồng, không lâu sau đó, hội trường một lần nữa lại đầy người. Hội diễn văn nghệ đã kết thúc, nhưng trận cuồng loạn bọn hắn vừa mới bắt đầu. Diệp Oản Oản đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không có chỗ nào không có nước xịt trên người cô, bất kể cô chạy đi đâu. Cột nước liền theo hướng cô phun qua. Xấu xí, chớ núp a, tránh cái gì mà tránh nha. Không phải nói chính mình xinh đẹp tựa thiên tiên sao, tới để cho mọi người nhìn xem đi. Gái xấu nhất trong lịch sử Thanh Hòa lập tức lộ ra hình dáng á. Mọi người không nên bỏ qua. Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm da mặt tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng Diệp Oản Oản bị tóc giả dán vào vẻ mặt vẩn đục lại đáng sợ. Thưởng thức cô giống như một người làm trò hề đứng ở trên sàn khấu. À, bất quá chỉ là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng dám cùng với cô đoạt nam nhân sao? Diệp Oản Oản hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc bị đám người khi dễ này kích động phát ra lửa giận. Rốt cuộc, cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa, chậm rãi buông xuống tay đang che chắn cột nước. Một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặt tại chính cổ áo cổ mình. Một nút mà bắt đầu cởi trang phục diễn ra. Uây uây, mọi người mau đến xem. Xấu xí lại muốn ngay trước mọi người cởi quần áo. Thật là không biết xấu hổ nha. Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thấy vậy cũng kích động dừng động tác trong tay lại, rối rít cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình. Cái này có thể so với hội diễn văn nghệ đặc sắc nhiều hơn. Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió, Diệp Oản Oản động tác trên tay vẫn không dừng lại, một nút một. Cho đến khi cởi ra một nút áo cuối cùng. Giao, một tiếng, cô cởi bỏ được một thân trang phục diễn vừa dày vừa nặng kia,
kể cả áo lót của trang phục diễn cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi bên trong chỉ còn lại có một chiếc áo đầm màu trắng trên người mình mà thôi. Tiếp đó, cô dùng áo lót của trang phục diễn mới cởi ra, không nói một lời đem phấn son còn sót lại trên mặt lau chùi hết đi toàn bộ. Cuối cùng, ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái, mang tóc giả trên đầu ướt rầm rề kể cả khăn trùm đầu kéo xuống dưới. Một giây kế tiếp, một mái tóc dài đen nhánh như thác cởi ra dây cột tóc trong nháy mắt thuận theo đầu vai nữ hài rủ xuống, mà nữ hài nguyên bản bị mái tóc giả dính chặt che chắn khuôn mặt, cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của mọi người, hơn nữa thông qua màn ảnh lớn sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người. Nguyên bản hội trường bên trong đang điên cuồng ồn ào, trong nháy mắt câm như hến. Những người kia đang huýt sáo, đang thét chói tai, hay đang thu hình, nhìn chằm chằm người trên võ đài tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống như nữ hải ở nhân gian, không hẹn mà cùng ngây người như phỗng. Một mảnh tĩnh mịch, nữ hải đem tóc giả cầm trong tay tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, con người sán lạn như sao băng quét về hiện trường nhìn tất cả mọi người, từng chữ mà mở miệng, trời đã rồi chứ. Mỹ nhân như vậy, cho dù là bộ dáng lãnh nhược băng xương, lại cũng đẹp đến cực hạn. Chương 200. Vô số đôi mắt ở bên dưới, trên người cô gái phế phẩm này cởi ra trang phục diễn vừa dày vừa nặng, lấy tóc giả xuống, trang điểm trên mặt cùng vẩn đục cũng bị cọ rửa tẩy đi. Trong nháy mắt vẻ mặt của cô làm cho họ thấy như Minh Châu lần nữa thấy mặt trời chói mắt, ánh mắt lạnh giá sắc bén trên cao nhìn xuống giống như một ngọn lửa, làm cho tất cả ngụy trang của cô thiêu hủy hầu như không còn, trong nháy mắt toát ra tất cả ánh sáng rực rỡ. Khi Tư Hạ biết được tin tức chạy đến, thấy chính là một gương mặt như tranh, hắn kinh ngạc nhìn người đứng ở dưới đài, tất cả mọi người đều ngây ngô ở nơi đó. Đó là, Diệp Oản Oản sao, làm sao có thể? Những người một khắc trước còn đang điên cuồng cười nhạo xem kịch, giờ phút này toàn bộ đều đã không cách nào tin ngẩn người tại chỗ. Không biết nhiều hơn bao lâu, bên trong hội trường yên tĩnh, đột nhiên phát ra, loảng xoảng lang, một tiếng vang thật lớn. Không biết là ai không cẩn thận đánh đổ một hàng đạo cụ. Cho đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên thức tỉnh, toàn bộ hội trường bộc phát ra tiếng kêu lớn cùng tiếng nghị luận. 5. CMN. Thật là đẹp. Là mỹ nhân nha, quả thật là thịnh thế mỹ nhân. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy, đó là Diệp Oản Oản sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Diệp Oản Oản người xấu xí kia làm sao có thể đẹp như thế được? Ngươi sờ trái tim ta một cái đi, nhảy như sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi, ta cảm thấy được như bắt đầu yêu. Cái này CMN đơn giản là nữ thần trong mộng của ta nha. Trời ơi, cái này chính là người các ngươi nói gái xấu nhất Thanh Hòa sao? Cái này nhất định là các ngươi lừa gạt tiểu học đệ chúng ta đúng không? Vị tỷ tỷ này đẹp đến mức nổ tung. Uy 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 thằng nhóc ngươi không lo ở trong trường mình học hành tử tề lại chạy tới theo chúng ta cướp học tỷ. Quy tắc tới trước tới sau có hiểu hay không? Chính giữa vũ đài, Diệp Oản Oản nhìn lấy dưới đài mọi người điên cuồng còn hơn hồi nãy nữa, hơi hơi nhíu mày. Nhất là những nam sinh kia, một giây trước vẫn còn đang châm chọc đối với cô, một giây sau lại mở miệng điên cuồng bày tỏ gọi cô một tiếng nữ thần. Cô giữ bộ dạng của mình lâu như vậy, vốn là dự định ít nhất cũng qua được tốt nghiệp, kết quả một chiêu phá hết, toàn bộ đều xong rồi. Một đóa hoa đào đều có thể muốn mất nửa cái mạng nhỏ của cô rồi, nếu như là một đoàn vậy thì cô có nhiều hơn một cái mạng cũng không đủ dùng đâu. Diệp Oản Oản đang nhức đầu, ánh mắt xéo qua đột nhiên thấy được Giang Yên Nhiên đang đứng trong đám người. Giang Yên Nhiên tựa hồ là bị đám người xô đẩy đẩy ngã, sắc mặt nghiêm chỉnh thống khổ ngã xuống đất. Sự chú ý của mọi người hiện tại đều tập trung trên người của cô, thậm chí còn không ngừng có người ở bên trong chen chúc, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có người chú ý tới Yên Nhiên. Mắt thấy đám người vẫn còn đang đưa đẩy, Diệp Oản Oản lập tức cất bước hướng dưới đài đi tới. Đám người vốn đang chen lấn nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kích động không thôi, giống như là thủy triều tự phát tự động mà nhường ra một con đường. Ai, nữ thần muốn đi đâu à? Không biết à, có phải là đi tìm Tư Hạ hay không? Tư Hạ đang đứng ngẩn ngơ dưới sân khấu thấy Diệp Oản Oản đi tới. Con người cũng hơi hơi co rúm lại một cái. Nhưng mà, mọi người lại nhìn thấy, Diệp Oản Oản vượt qua Tư Hạ, đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, chật chân rồi sao Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không nghĩ tới Diệp Oản Oản dưới tình huống này lại còn có thể phát hiện ra mình, không, không việc gì. Diệp Oản Oản cau mày, đỡ Yên Nhiên đứng lên, tớ đưa cậu đi đến phòng y tế.
Ách, nữ thần lại là đi tìm Giang Yên Nhiên. Bát quái mọi người mong chờ được nhìn thấy không xảy ra, trong lúc nhất thời mang tới một trận thất vọng, nhưng ánh mắt của mọi người như cũ không nỡ rời khỏi trên người của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn là đã muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Trình Tuyết cách đó không xa, hơi hơi nhếch miệng, mở miệng nói, Trình Đại Hoa Khôi, như cô mong muốn, cô có thấy hài lòng không? Nói xong câu này, Diệp Oản Oản mới không nhanh không chậm mang theo Giang Yên Nhiên rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 200.